Con người mà không bình tĩnh là chắc chắn quý vị nó không bao giờ vui nổi đâu. Đó, nên quý vị biết rằng mình gặp tịnh độ là quý vị sẽ giải quyết vấn đề bất cứ một cái chuyện gì trong nhà quý vị rất bình tĩnh. Thí dụ như nhà có người bệnh, nhà có người chết, quý vị rất bình tĩnh. Còn cái người mà người ta không tu là nhà có người bệnh là người ta chạy như con gà mắc đẻ vậy. Người ta chụp đầu này lộn, chụp đầu kia lộn, người ta nhảy xuống hầm té ầm. Nó thấy chưa, là nó không bình tĩnh, là nó vô duyên lắm. Có khi mà nhà vậy có cái lỗ, nhà có cái lỗ á, vậy đó mà không bình tĩnh chạy lọt xuống cái lỗ. Nhà có người bệnh chưa trị bệnh xong, ông này cũng chạy cũng lọt cái lỗ, dập cái chân vô đó trời ơi, máu me tùm lum tùm la. Đó là không bình tĩnh. Còn cái người tu của mình khi bệnh đau là mình rất bình tĩnh để mình giải quyết giùm cho người ta. Thí dụ như khi mà bệnh đau đồ này kia là bắt đầu là mình bình tĩnh. Bình tĩnh thì mình nói không sao đâu, không sao đó em, cái đau bụng này không có sao đâu, cái nhức đầu này không sao đâu, chị lúc trước còn đau hơn em, nhức hơn em nữa, không sao đâu nghe. Nè em niệm Phật theo chị nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình tự nhiên mình dịu mình niệm, mình so người ta, cái cảm giác đau sợ của người ta nó giảm tối đa luôn. Còn bây giờ mà người ta bệnh, người ta đau mà bây giờ mình lỡ mình có sao không, ông bà sao không, cái nhiều người không biết tu kỳ cục lắm nghe, người ta bệnh đau nhào vô sao không, trời ơi sao kỳ cục vậy đó. Còn có người thương đứa con quá, đứa con nó lỡ té chạy tay chạy chân gì chảy máu, cái chạy lại quýnh nó, cái thứ mày quýnh tào lao. Còn cái người tu người ta thì người ta lỡ là sao, không sao đâu con, được rồi, không sao đâu, cầm máu đâu, đâu có gì đâu con, nó chảy chút máu cầm lại không sao đâu nghe. Là trước nhất là an tâm giùm cho người ta liền, là tức khắc dù máu nó cũng đỡ chảy ra nữa. Còn mới bị làm cho người ta sợ thêm không à, đa phần là cái người không tu là làm cho người ta sợ thêm. Hoặc có những người không tu họ nói chuyện có cái cũng vô duyên hơn người ta tu nữa. Ví dụ như người ta vừa bị ung thư, cái là họ kể mấy cái chuyện, trời ơi xin trên có cái chị kia, chị ung thư có một tháng mấy mà chị chết queo. Cái bà nói cái gì trời, chỉ là cuộc đời tôi còn có tháng mấy nữa hả anh, mà tôi thấy cái tướng chị chắc chưa chắc tháng mấy nữa. Trời ơi vô duyên ác đạn luôn, thấy không, không tu là rất là vô duyên. Tuy là nói thật nhưng mà nói vô duyên, dù là có cái người kia tháng mấy ung thư chết nhưng mình cũng không có nên nói trước mặt cái người ta bệnh đau ung thư mà nói vậy nữa. Mình nói ta ung thư này có gì đâu, ung thư này nó vậy đó, mà niệm Phật hoặc là tâm trạng thoải mái hết nhiều dữ lắm, chị yên tâm đi, có sao đâu, ta ung thư như một ghẻ gì cái gì đâu. Tự nhiên cái tâm trạng người ta thấy nó nhẹ liền, thấy không, mình cho người ta cơ hội để người ta phấn đấu lên tâm ta. Mình chơi mình nói trời ơi cái sinh trên tội nghiệp thì ghê luôn, đang khỏe cùi cùi gì. Tự nhiên đến khám bác sĩ không biết làm sao, bác sĩ nói ung thư vậy mà trời ơi về có một tháng đi, hình như tháng 10 ngày gì à, bà chết queo rồi. Nó trời ơi đó là xanh mặt chứ, người ta bị ám ảnh cái câu nói đó, người ta bị ấn tượng rồi bắt đầu đặt vào tâm, người ta cứ nghĩ tháng mấy thì chết. Rồi đầu người ta ngồi đó, người ta mới nhìn, ta nhìn nhà người ta. Thường là cái người bệnh mà họ sợ chết là gì nè, nhìn nhà. Rồi bắt đầu mấy đứa con chạy tung tăng họ nhìn con. Rồi thằng chồng đi làm về còn đẹp trai nhìn chồng. Bắt đầu là nó khóc. Nó khóc là gì biết không? Là họ chuẩn bị xa cái này, chuẩn bị mất cái này, mà trong lòng họ là liếng tiếc không muốn mất. Thì bắt đầu đêm không ngủ, ngày không ăn, viết cái mặt này bèo nhèo luôn, xuống cấp kỳ. 5 ngày sau sụt 5 kg. Tại vì sao? Đêm không ăn, yêu anh đêm không ngủ, anh nó lộn. Đêm không ngủ ngày không ăn, nó buồn. Thì có 5 ngày nó sụt 5 kg. Nó cái tâm trạng nó làm cho tổn thương cái tâm rồi, thì nó xuống cấp kỳ vậy đó, hiểu không? Nên khi mà người nhà mình có người bệnh đó, cái điều quan trọng của chúng ta là người không bệnh, chúng ta phải vui gần gũi họ, chúng ta phải quan tâm, chúng ta xin nghỉ công việc, chúng ta lo lắng cho họ để làm chi, để chúng ta động viên họ, chúng ta dẫn họ đi đến cái nơi được vui, chúng ta dẫn họ đi đến cái nơi tu chủ nhật gì để nghe pháp,
để mà họ cởi mở tâm tư họ. Chúng ta mới dẫn họ đi đến cái nơi nuôi người già nằm chỗ. Chúng ta dẫn họ đi đến cái nơi trẻ tàn tật. Để làm chi biết không? Để họ phát triển cái tâm họ lên. Là em coi nè, đứa bé nó nhỏ xíu mà nó tàn tật vậy đó, còn em từng tuổi này mà mình được gì là mừng lắm em à. Đó, giống như cái đứa bé mà hai chị em sanh đôi 10 tuổi đây nè. Một, hai đứa bé sinh ra, mấy vị biết rằng một đứa thì không, hai đứa nó đều bệnh, nhưng mà vô đây một đứa nó khỏe lại quý vị. Còn cái đứa bé kia nó nhỏ xíu thôi mà bị thận. 10 tuổi mà bị thận. Nhỏ bị thận, mặt nhỏ sưng lên. Sưng lên, khổ, tội nghiệp ghê. Rồi mới đưa qua bên nhóm liên tuệ để chăm cháu. 10 tuổi, tội nghiệp ở nhà nghe pháp như Đức á. Ba mẹ nó đòi vô, giống như nó đòi vô chùa ba mẹ cho vô. Thì nó vô đây á, nó niệm Phật. Xong những Đức ngồi kế bên những Đức nói một câu nè: con à, bây giờ con người nghĩ rằng con 10 tuổi mà con bệnh gì thì con buồn lắm. Nhưng con phải nhớ, ở cái cuộc đời này có những đứa bé 1 tuổi nó đã chết của ngày hôm nay à. Trong một ngày hôm nay con biết bao nhiêu đứa bé 1 tuổi chết chưa? Rồi trong một ngày hôm nay bao nhiêu đứa bé chưa được sinh ra chết chưa? Vậy thì mình hôm nay được 10 tuổi mà được ngồi trong ngôi Tam Bảo này, mình hạnh phúc lắm rồi đó con. Con nên trân quý những cái thời gian con được ở đây và ngồi đây. Con cứ niệm Phật đi. Nếu như thọ mạng con còn thì con khỏe. Còn nếu như thọ mạng con hết thì con được tái sinh về cảnh giới cực lạc tốt đẹp hơn. Con đừng có sợ gì hết. Nó nói dạ con nghe thầy nói, con yên tâm, con không có sợ nữa. Thấy không? Đó là sự động viên quý vị thấy không? Hạ những cái người ta chết xuống thấp hơn người này thì người này sẽ nâng lên. Còn nếu như không thì người ta cứ đặt vai trò là người ta nhỏ vậy mà người ta bệnh vậy, người ta tại sao thê thảm quá, thì bắt đầu là đi vào tiêu cực liền, không nói dòng dõi. Nên đây là những Đức hướng dẫn quý vị với cái số lượng người này và khắp nơi nơi người ta nghe nha. Vì mà đem cái câu này mà gặp người ta bệnh đau mà động viên người ta thì ngon quá. Nó hoặc là mình gặp cái người bệnh đau ung thư gì nằm yếu, mình mới kể những câu chuyện, mình lý luận những câu chuyện mình kể. Cô bệnh đau cô nằm đây gì, cô biết rằng lúc trước con cũng gặp con bà cụ y gan cô luôn cô. Bệnh đau trời ơi bà buồn lắm cô, đau đớn mà buồn dữ lắm cô. Vậy mà từ khi mà bà được nghe pháp niệm Phật á cô, không biết làm sao tự nhiên bà vui lắm cô. Mà bà niệm Phật, bà cứ nằm đó bà niệm Phật. Mà lúc con hỏi bà đó là lúc trước tại sao mà cô thấy bà buồn mà giờ bà vui dữ vậy? Là bà nói rằng là lúc trước bà không có nghe pháp, bà cứ nằm đó bà đau bà than không à. Còn bây giờ bà nghe pháp bà hiểu rồi, bà nằm đó bà niệm Phật. Nên từ khi mà bà niệm Phật là tự nhiên bà vui luôn rồi cô à. Với thêm một cái nữa, con nghe thầy giảng nói á, ngoài cái quốc độ mình còn một cái quốc độ mà mình không có bệnh nữa cô. Đó là thế giới cực lạc. Mà mình muốn về cực lạc thì mình chỉ có niệm Phật đi về cực lạc. Mà về cực lạc là mình không có già, không có bệnh nữa cô. Tự nhiên mình nói chuyện mình lý luận vòng vòng vậy đó. Vậy mà mình đưa người ta vô cái chỗ người ta niệm Phật. Ban đầu người ta chưa niệm, nhưng mà người ta nghe rồi, người ta nhớ rồi. Bắt đầu là bà mới nằm, bà suy nghĩ nè: ủa vậy mình niệm Phật đại vậy ta, chứ mình nằm thấy mình ghê làm chi, buồn chết. Tao mình thử coi ai với là Phật. Ủa có ai là Phật này mà hết buồn ngủ á. Con niệm thử vài câu nữa coi ai với là Phật. Ban đầu chưa quan tâm, hiểu chưa? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái bà nói: ủa sao ngộ quá, sao mình niệm mấy câu A Di Đà Phật á tự nhiên sao ta tâm trạng mà thấy thoải mái, mình không có ghen gì nữa chứ. Cũng hay, nó kể niệm đãi đi. Cái niệm từ từ cái tự nhiên bà quên nhất. Khi bà quên nhất á thì bà mới thấy nó hay, thì lúc đó bà mới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiểu không? Là nó tăng lên rồi đó, tăng năng lượng lên đấy chưa? Rồi là bà thấy nó hay à, nó hay là ngay cái chỗ bà nhớ Phật mà bà không ghen, bà không đào. Bắt đầu là từ đó sao bà niệm luôn. Và niệm luôn mà thiện chí thức tiếp tục là khuyên. Bà cầu sanh cực lạc đi. Thì bắt đầu bà nghe rồi bà cầu sanh cực lạc cái nữa. Thấy đạt liền, thấy chưa? Đó nên mỗi một con người chúng ta nên mở rộng ra
gặp khắp nơi nơi người bệnh đau đều khuyên người ta. Còn có những người mà đủ duyên á, làm cái vai trò gì biết không? Đi vô bệnh viện khuyên người ta, gặp người ta bệnh đau đi vô bệnh viện cho người ta một cái cục kẹo hay một bánh gì đi, khuyên người ta. Tại vì mình có tâm ác gì đâu mà mình sợ. Mình khuyên người ta, những người hữu duyên sao? Trời trời, có những người ta bệnh người ta buồn lắm á mấy cô u, người ta muốn kiếm người nói chuyện lắm á, không có người nào nói chuyện với người ta. Nếu mà cả đời mấy cô mà làm được Bồ Tát này thì thôi tuyệt vời quá. Nhất là mấy cô vô bệnh viện ung bú á, bệnh viện đó nhiều thứ bệnh lắm, thêm nữa là nằm tùm lum tá lả âm binh đúng không? Đó, nên từ nơi đó đó mà có khi mình đủ duyên mình gặp một người, mình nói bây giờ cô chú mình nằm đây làm gì, tại sao mình không niệm vậy, có Phật hiểu đúng không? Mình nhắc người ta vậy đó, nhưng mà có khi người ta lại niệm chứ không dẫn đâu. Mình mới kể những câu chuyện, dẫn dắt là kể những câu chuyện, kể những câu chuyện đó. Đó là những đức mở rộng ra để cho khắp nơi nơi ai đủ duyên tự nhiên người ta làm cái vai trò đó của người ta thì lợi ích cho chúng sanh. Phật pháp là gì? Là chỉ phương pháp, chỉ phương pháp. Nên những đức nói rằng là dịp Tết này chùa mình đặt máy rất là nhiều nè, khắp nơi nơi á, hay có dịp mình về đây chủ nhật nè, mình tính năm nay là mình đi về quê mình thăm ông bà cha mẹ, mình về miền quê mình chiến năm nay. Mỗi năm thì về thì mình gỡ bao lì xì rồi cũng cộm cộm. Năm nay thôi chúng ta thấy thời tiết nhân duyên năm nay làm ăn khó, thôi bao lì xì mỏng lên chút. Nhưng mà mình lấy cái tiền kia đó mình đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật. Rồi bắt đầu là mình vừa lì xì mà mình vừa tặng thêm chiếc máy nghe pháp. Mà mình tặng chiếc máy nghe pháp, mình còn nói cái giá trị của chiếc máy nghe pháp cho người ta nghe. Thì tức khắc quý vị biết rằng rồi ôi nó quý giá dữ lắm. Nên những đức nói rằng là ví dụ như gia đình quý vị mà ông bà cha mẹ mà có người bệnh đau gần mắt đi, mình nhìn ông bà cha mẹ mình là mình biết được chắc không lâu đâu. Thí dụ đi, thì lúc nào mình thấy yếu rồi, trước nhất là mình phải điện một số máy, mình đặt một số máy số lượng. Điện chi biết không? Ngay cái ngày mà đám tang á, mắt á, hộ niệm. Rồi người làm con này á, quý vị nên đứng lên quý vị nói chuyện vài câu. Điện chi? Để quý vị tặng cho tất cả những người đi đến viếng này nè, mọi người chiếc máy nghe pháp, những người hữu duyên, để gỡ chiếc máy nghe pháp tặng cho họ. Thì quý vị, nếu quý vị làm được điều này, những đức nói cái đám của ông bà cha mẹ quý vị đúng là số 1. Những đức nói quá số 1 luôn. Nên á, chỉ cần ông bà cha mẹ mắc bắt cái điều hộ niệm, sắp xếp một cái tổ chức, vừa bước vô một cái mời ngồi xuống, giờ vừa bước vào mời ngồi xuống. Riêng cái đám này không thắp nhang lu bu, bước vô ngồi xuống, vì thắp nhang nhiều quá ngợp làm sao. Ngồi xuống niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Xong rồi khi mà đông đúc họ, niệm Phật tương đối ổn hết, bắt đầu là ngày hôm nay tặng cho một số người chiếc máy nghe pháp, nêu lên sự lợi ích của chiếc máy nghe pháp. Chính ba tôi, mẹ tôi bệnh đau như vậy, như vậy mà nhờ niệm Phật mà bình yên vô cùng, ra đi rất là nhẹ nhàng. Rồi quý vị thấy cái đám này, quý vị thấy không? Quá nhẹ nhàng, quý vị thấy chưa? Nên tất cả đồng tiền này tôi chấp điếu ngày hôm nay là đồng tiền này tôi toàn làm từ thiện hết hoàn toàn. Nói cái ý nghĩa của việc làm của mình. Mà quý vị còn quay lên đoạn phim để chi? Để cho nhiều người làm theo. Quý vị làm được như vậy thì đúng là đem công đức phước duyên hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, đúng là số 1. Trời ơi quá dễ làm mà. Có cái điều hộ niệm sẵn hết trơn, cứ bật lên là niệm tối ngày sáng đêm cũng niệm được, đâu có cần hao hơi tổn sức đâu, thấy không? Chỉ cần mua một cái lo kẹo kéo thôi, thấy không? Bật lên một cái đó niệm cả sớm luôn, thấy không? Đó, nên rồi mình làm một cái rạp một cái nữa rồi, rồi cứ như vậy mà niệm Phật. Thì ông bà cha mẹ mình mắc mình làm cái điều này đúng là đứa con hiếu thảo, tiếc đói đồ chay, đãi đồ chay. Còn đám giỗ ông bà cha mẹ là cúng chay hết, đừng có cái chuyện mà cúng chay trên bàn thờ mà cúng mặn ở dưới, không, đừng có làm như vậy. Chúng ta cúng chay, cúng chay hết đi. Nếu mà quý vị làm được điều này, ông bà cha mẹ bị không có buồn đâu. Có cái người kia nói một câu: thầy ơi buồn, tại vì con cúng chay hết trơn, ba con nhập vào đứa cháu. Ông chỉ vào mặt con, ông nói tao ăn mặn mà mày cúng chay cái gì. Ông buồn thầy ơi. Những đức nói chưa chắc là ổng. Những cảnh giới khác người ta vẫn biết ngày tháng ổng chết làm sao hết trơn.
chứ không phải không biết, vì ta có ngũ thông, hiểu chưa? Nên người ta có thể dẫn dựa vào ổng để bắt mình đi cúng đồ mặn cho người ta ăn. Nó. Còn bây giờ ba nói là ba, như vậy ba nói ba ăn con gà đó, ba ăn đi, ba cầm lên ba ăn cho con, ba ăn đi rồi con cúng cho ba ăn. Con cúng xong rồi con đem con gà vô con ăn, chứ ba có ăn đâu mà ba nói ba ăn. Con không có tin cái điều này, con cúng chay chứ con nói vòng vo hay chân á. Được rồi, mời ba đi, gọi biến mất tiêu. Từ đó về sau đố mà dám nhập vô nữa. Còn nếu như quý vị xìu xìu ỉnh ỉnh, vì xìu xìu ỉnh ỉnh thì người ta cương hoài với mình luôn, hiểu chưa? Nên từ đó mình phải mạnh mẽ rồi quyết đoán một hai kèo. Trời ơi, ba đã mắc bao nhiêu năm nay sao mà ba không đi đi về cực lạc đi, chứ bây giờ ba đi vòng vòng đây làm chi? Mà không lẽ bây giờ một năm giờ ba mới ăn lần, rồi trong cái thời gian mà con không cúng ba ăn ở đâu? Bây giờ ba đang ở đâu? Tao đi vòng vòng chơi. Nói gì ba đi vòng vòng chơi đi, cái chuyện con làm để con làm, đúng chưa? Mình mà chơi cái mảng này là đố mà ai mà dám hăm dọa mình. Tôi không biết, tôi đâu có thấy đâu, hiểu chưa? Thôi tôi không có tin cái chuyện mà nói là ngày tháng ngày giờ gì đó, chết sao sao không cần nói tới điều này. Cảnh giới quỷ thần người ta biết hết trơn, đừng nói chuyện gì hết trơn, người ta biết hết trơn. Nên từ nơi đó thôi, tôi học Phật tôi tin nhân tin quả. Ba lúc trước ăn thịt uống rượu sát sanh hại vật không siêu thoát, bây giờ con cúng chay con tụng kinh niệm Phật cho ba để cầu siêu thoát cho ba, điều này là đúng quá rồi, ba cảm ơn con không hết. Chứ đừng có nói mà đòi hỏi cái chuyện mà sát sanh hại vật để cúng cho ba, dẹp đi. Mình nói kiểu này trời ơi, đúng là ma quỷ gì cũng chạy mắt dép, hiểu chưa? Người tu nó phải có một cái chánh tính nó cực kỳ mạnh thì cái mê tín nó không có thu phục được mình. Còn mình mà xìu xìu ỉnh ỉnh là mê tín nó thu phục mình đó, chứ không giỡn đâu, nghe không? Đó, nên quý vị nghe rất rõ ràng, quý vị thấy đi đến đây là cái vốn ngon chưa? Ta học được bao nhiêu cách người ta chỉ, đặc biệt thấy không? Làm này là rõ ràng tình lý viên dung, lợi ích rõ ràng. Nên những đức nói mà từ gia đạo mà người giặt nhập kẻ dựa đồ này kia là cứ niệm Phật đi, cứ tu nhân tích đức tu phước đi. Nó chưa chắc người thân của mình đâu, đừng nói chuyện dẫn chơi. Những cảnh giới khác là nhập vô người ta nói người thân mình đó. Nó bây giờ chết bao nhiêu năm nay mà còn nói người thân nhập vô. Xong tu đi mà nhập vô hoài làm gì á? Cái chuyện người ta thế gian để người ta xử lý, còn cái chuyện chết rồi thì lo cái chuyện của mình đi, hiểu không? Đó, mình phải mạnh mẽ vậy đó nghe. Đó, nên từ nơi đó mình tu, nhưng có những khi mình phải mạnh mẽ. Đó, mình quyết đoán, mình nói bây giờ á, con khuyên nè, tu đi cái này kia đồ đó, rồi để mình tu cầu giải thoát đi. Mình nói nhỏ nhẹ mà không nghe, không nghe mà cứ nhẹ. Mình nói con nói rồi đó, con nói nhỏ nhẹ mà không nghe đó là con có cái roi đó, rút cái roi ra đó, rút rẹt ra chưa, quất vài cây chạy mắt dép cho mà biết, tỉnh không biết liền. Đừng nói chuyện đùa hả? Ở đây mà những đức mà nói mà gặp chư hương linh nhập, những đức hét một cái chạy mắt dép. Nói chuyện giỡn thôi, khỏi khỏi đi, thấy không? Có biết ai ai đâu. Chúng ta cứ khuyên tu rồi cùng tu thôi quý vị, chứ đừng có mà nhập đồ tùm lum tùm la. Biết rằng là cảnh giới chưa siêu là có, nhưng mình làm vậy nó kỳ quá, thấy không? Hộ trì tam bảo bằng cách là mình làm sao cho người ta về đây tu, người ta bình yên nè. Rồi những người đi đến đây tu á, mà gia đạo chưa siêu đi đến đây tu đi, ở đây đi rồi mỗi ngày cúng cho dùng, vậy là được rồi. Cảnh giới vô hình người ta tưởng nhớ đến mình, rồi tối nào tu cũng hồi hướng mà. Mấy vị thấy lúc nào những đức cúng, những đức cũng hồi hướng đấy chưa? Nó cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, đúng không? Người thầy thấy hát hò thấy chưa? Nó gọi chữ hướng linh gì nghiệp ba tay thấy chưa? Hát không sùm hết trơn mà sao? Nó chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn, thấy chưa? Mà hồi hướng tá lả âm binh chứ vậy là còn gì nữa? Đó, người ta tu xong ta hồi hướng, ta tưởng nhớ đó, biết chưa? Vậy thì bắt đầu là hộ trì cái ngôi tam bảo này là gì? Bình yên. Rồi để cho con người đây nó tu họ bình yên, mà họ tu họ bình yên rồi thì họ mới có phước hồi hướng cho mình. Bây giờ mình ngăn chặn họ, mình không cho họ tu, lấy gì hồi hướng? Bây giờ những đức thiếu nợ quý vị, te tua nợ nặng chồng chất,
Bây giờ tôi nói anh ơi, cho tôi thời gian đi anh ơi, để tôi làm tôi trả cho anh. Không, thì trả liền cho tao. Trả liền. Tôi đâu có tiền đâu anh. Mày trả liền cho tao. Tiền đâu trả mà trả liền mày. Tao nói là để tao làm rồi tao có tiền tao trả, cho mày kêu tao trả liền. Tao có cái quần nè. Mày tuột quần tao mày lấy đi chứ trả cái gì. Mày vô nhà tao mày coi gạo không có thằng hồn có chồng kìa lấy gì trả cho mày. Mày muốn giết không giết tao đi. Mày giết tao cũng có con cắt rồi mày còn ở tù nữa con. Để tao làm tao trả chứ. Mày nói thấy cũng đúng mày làm đi. Đúng không? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Nói thẳng lên tao làm chứ. Ngày tao làm được 10 ngàn tao trả cho mày ngàn. Mày nghĩ đi, bây giờ được 1 ngàn còn ngon tao không trả ăn cắt. Hiểu chưa? Còn 9 ngàn tao lo cho vợ con tao chứ mày để nó đói hay chết hả? Hiểu chưa? Để tao làm trả từ từ chứ. À được được được, này nói cũng đúng. Chứ giết mày với công tao ở tù chứ có gì đâu. Đúng không? Mình phải mình quịch mà để tao trả từ từ chứ. Thấy không? Thì quan gia trái chủ đi đòi nợ mình cũng y rang. Nếu đã là người ta tu thì để cho người ta tu đi. Dù bây giờ có phá thai bao nhiêu lần, bây giờ mình càng quét người ta, bây giờ nó không tu được cách bạc nào, nó không có được chút phước lấy về hồi hướng cho mình. Để cho mấy bả tu đi. Mấy bả lễ Phật, mấy bả phóng sanh, cúng dường tam bảo, xây chùa, nuôi người già, làm đủ chuyện, chương trình khiếm thị rồi đó, thì để bả làm đi, hồi hướng cho mình. Bây giờ mình chặn chân chặn cẳng bả, làm cho bả đau đớn mà không tu được, vậy thì cuối cùng nó không được cái gì hết trơn, lấy gì nó trả cho mình. Suy nghĩ có đúng không Hương Linh? Không, tình lý rõ ràng đúng chưa? Nó nói là dương gian âm phủ đồng một lý, cái lý nó phù hợp á. Nói sao mà cái lý phù hợp được à? Người sống mà chịu nghe là người chết được à? Thấy không? Người ta chấp nhận thấy chưa? Mấy cô nghe Như Đức nói gì chấp nhận không? Đó. Giờ ai chúng ta mà không có nghiệp đúng không? Bây giờ cần cổ Như Đức bây giờ thí dụ như cũng có một cái nghiệp ở trong. Bây giờ chặn cần cổ Như Đức không thiết pháp được là chết 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 cả đám á chứ đừng nói chết chùm. Đừng có nói chuyện giỡn chờ để cho cái cổ Như Đức nó nói chuyện thoải mái nghe chưa? Nói ầm ầm lên để cho người ta nghe, để cho người ta cúng dường. Nó mà trước với cái người sống nào mà nó không sống nổi đó, nó rã đám hết trơn. Đừng có nói mà tu hành, đừng nói chuyện dẫn chơi, có thực có vật được đạo. Bây giờ nói tu dữ dằn gì ha, thử một ngày không nấu cơm mấy bà già này thì ăn thế có biết. Ngày không có gạo nấu cơm cho bác ăn đi, tu cho mà biết. Cắn với nhau chứ đừng nói mà tu, hiểu không? Nói để cái cần cổ này khỏe nghe chưa. Người ta đã phát tâm, người ta dám thuyết pháp mạnh mẽ, chứ nó cũng hao hơi tổn sức của dẫn chơi. Mà nói chút nó sung nha. Thấy chưa? Nói chút nó sung lên liền, kinh khủng đi chứ. Thấy chưa quý vị? Bởi vì Như Đức nói quý vị nghe nghe, quý vị mà bệnh đau mà quý vị mà nói là tôi bệnh tôi đau à, nương nương theo nó là nó không lên đó, không tiến đó, không giỡn đâu. Vì thấy không? Trời, nãy qua là gác cổ rồi đó nghe. Bây giờ thấy à. Bạn bè ta nghe ta hiểu chứ chưa. Nó phải khảo đạo thầy nè, thử không, chơi dữ quá mà. Nói chuyện gì ầm ầm đồ kinh khủng quá, thấy không? Cái bữa lễ mà chơi tiếng rưỡi, hai tiếng dứt ầm 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 kinh khủng quá. Từ nơi đó mà về mà diêm cổ, đúng rồi. Diêm mà đúng. Tại vì quá đáng. Mà diêm rồi thôi phải khỏe. Còn làm gì? Thấy không? Mà công nhận nha. Đặc biệt ghê. Mình nói là gì? Chủ nhật là phải lên nói chuyện được. Mà phải vui nghe chưa? Chứ không lên rề rề nghe không? Đúng là lên mới vô nãy nghe, đúng là nếu mình không tin á là mình thôi thôi nay quý vị tu đi. Thầy mệt lắm. Chắc là thầy đuối. Thì mấy cô thì thấy cũng tội nghiệp rồi đó, nó thật sự mà nó thấy tội nghiệp. Tại vì hồi xưa giờ nó ăn tình quá mà xuống mà những đức mà chỉ cần mà diễn trò một chút á, đặng mình nghỉ ngơi mà kiểu đó làm biến không thật lòng, thấy chưa? Xuống mình đi. Mấy cô ơi chắc nè. Chú ơi, hôm nay những đức nói chuyện thấy không có nổi nữa. Mình cổ nữa. Khó chịu quá, hiểu không? Chắc là nói mấy câu, chúng tu đi nghe. Thầy lên, thầy nghỉ. Nhưng mà thầy lo dữ lắm. Mấy ngày nay không ai cúng dường tiền quá kia. Thấy chưa? Thấy không?
thân thể thì bệnh đau. Mấy bà già thì lúc này gần Tết nhất, chùa mới bên kia thì tùm lum tùm la, gắn thang máy gì tứ tung lăng tăng. Ừ, nhiều bà nó thật sự mà nói, đúng ra bữa nay định đến là cúng 20 ngàn thôi, nhưng bà dớt 200, còn có 2 triệu chứ luôn. Về chồng hỏi 2 triệu qua anh đưa em đâu, nói 2 triệu nhỏ qua mua đồ cho nó ăn rồi, mua nhỏ đồ đạc này kia đồ 2 triệu ăn thua gì ông ư. Mà thật sự nó gạt ổng bỏ thùng tam bảo, nghe ông thầy ông than bỏ vô hết chứ. Về nó quýnh cho mà té tu. Nhưng mà mình đâu có chơi kiểu này kỳ cục vậy. Bệnh là bệnh, không bệnh là không bệnh chứ tại sao mình lại chơi kỳ vậy, đúng không? Mà xuống mà gặp bữa nay mà diễn vậy là mấy con này, thầy đuối dữ lắm. Thầy nào đuối lắm, xưa giờ chưa bao giờ mà ổng vậy đâu. Bữa nay ổng đuối lắm, không có nói gì. Tội nghiệp thầy vậy đó chứ. Không mà người phụ nữ người ta ngộ lắm mấy chú. Khi người ta mà thương rồi đó, người ta thương rồi mà mình làm cái gì mà tội nghiệp là trời, người ta thương dữ lắm. Mà khi mà mấy bà mà ghét rồi là mấy bà mà biết cái mánh khóe mình rồi, mà bà biết rồi, nắm được mánh khóe là kể như mình không còn một miếng thịt dính da. Giống như ngày xưa mà lóc da heo, chậu là chậu mấy bà mở, mấy bà cũng lọc, không còn miếng mỡ dính trong da. Không có giỡn đâu, nên mấy ông phải cẩn thận. Đối với phái nữ mà người ta thương quá thì mình cũng phải hết sức cẩn thận. Tại vì sao? Vì có ngày mà bây giờ đa phần là mang guốc cao không? Trời ơi, giờ đa phần mang guốc cao không? Bây giờ mình sợ. Phải cẩn thận, đối với phụ nữ là mình phải hết lòng mà mình không dám mà mánh phé với họ đâu. Họ mà biết được là cái như là chết. Giống như cái câu chuyện mà cái ông kia mà đi ra đường mà có bồ á, về mà ông nằm ngủ á, nhớ không? Ghê quá. Trời ơi, câu chuyện đó mà báo đăng luôn á trời. Bởi vì đáng sợ thiệt chứ, không phải đơn giản. Bởi vì mấy ông cắn. Còn cái chỗ đi vệ sinh thôi. Ôi mấy bà này cũng ghê. Kiểu như mấy bà nghĩ rằng mà mấy bà không được xử lý luôn, ghê thiệt chứ. Mà ông chồng ông ngủ sao mấy bà phải dứt một cái mất tiêu nhỏ. Báo đăng luôn. Nên mấy ông mà vừa mời đi ra ngoài có bồ nhí có ngày thì làm thái giám hy sinh vì cái hành động của mình đó, nghe chưa? Chứ không có giỡn đâu mà. Kiểu đó còn bị người chê trách nữa, hay không? Nó nên đúng là ghê. Bởi vì mình là đàn ông phải chân thật, đúng đắn. Ra ngoài mà lạng quạng, người ta thì ta nhiệt tình ở nhà, người ta nuôi con, người ta lo gia đình đó nghe. Mà cái tâm nhiệt tình người ta bỏ ra, mình đến với người ta nhiệt tình thì người ta đáp lại, đặc biệt lắm. Nhưng mà lạng quạng mà mấy bà biết được có hẳn. Nhớ đến cái lúc mà mang bầu, nó đẻ con, nuôi con, nó cực, nó tức lên, nổi máu lên, tức. Mà khi nó tức lên rồi mà kiếm mình nằm mình ngủ mà. Nó nhìn nó tức nha. Nó lợ mà nó cầm cái kéo nó mài là xẹt. Rồi cái như là xong luôn. Xong đời chạc luôn kìa. Đúng không? Vài tháng sau bắt đầu là đầu lúc đó nó chuyển lời nói mới chết. Lúc đó mà gặp anh em với nhau, chào anh. Trời sao có tiếng bên đây kỳ cục với trời. Thấy chưa, không có giỡn đâu, nguy hiểm. Nên nó thôi mấy ông ơi, mình chân thật đi. Nhà Đức thấy rồi. Mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, sớm muộn là chúng ta chết rồi. Thôi chúng ta cứ sống đúng với lương tâm mình, sống cho nó đàng hoàng, đặc biệt đi. Nhưng Đức thấy mình đi về chùa mình gì vui quá trời. Mình nếu người nào mà nghe Nhà Đức hướng dẫn mà cứ sống đơn giản, bình dị, bị vui dữ lắm. Rất là vui, biết đủ thường vui à. À, nên á, giàu sang như vậy chứ có khi giàu mà không vui á. Chúng ta cứ sống bình dân bình thường vậy đó mà nó ngộ nó vui. À, cứ ra vậy đó. Rồi niệm Phật ăn chay vậy thôi, không làm gì xa vời chứ á. Còn việc thiện gì làm được thì làm. Còn không có tiền thì thôi, chứ đừng có đi mượn nợ. Chứ đừng đi mượn nợ làm việc thiện nghe chả. Tại vì mình không có tiền mà đi mượn nợ gì.
không có cái chuyện kinh giáo nào Phật dạy mà đi mượn nợ cúng dường chứ. Tại vì Phật không có muốn cái chúng sanh khổ. Nên Phật pháp thì tùy duyên. Nên chúng ta có tiền thì chúng ta làm, không có là thôi. Thấy không? Thí dụ như mà vợ chồng đồng lòng nhau làm thì cũng được. Còn nếu như mà nó không đồng lòng mà mình cầm tiền mà mình làm được thì mình làm. Nó không có biết. Nhưng mà làm vừa vừa thôi chứ mình làm hết tiền nó mà điều tra ra nó quýnh chết. Chứ không giỡn đâu. À, nên từ nơi đó là mình phải khéo. Vậy thì nó rất là đặc biệt quý vị. Cái này là như Đức chỉ rõ ràng hết trơn luôn. Nhưng mà trong cái cuộc đời này quy gom lại, đừng có đòi hỏi cao quá vì cái cuộc sống nó nữa. Thật sự mà nói mình là người biết tu ăn chay rồi, nó càng đơn giản càng tốt. Nó càng đơn giản càng tốt. Cả đồ đạc đồ bây giờ mấy cô này cũng không ăn diện gì mấy. Nó không có lè lẹt như ngày xưa nữa. Đó là cái đặc biệt. Nó gọn, khỏe, rẻ mà đẹp. Đúng không? À, gọn, khỏe, rẻ mà đẹp. Đúng không? Nên từ nơi đó làm chi mà cho nó nặng nề nữa. Nó nên từ nơi đó những Đức nói là tất cả mấy cô mà nghe những Đức giảng mấy cô sẽ càng ngày càng đẹp. Tại vì mấy cô không có đeo tứ tung lang tang nữa. Nó nặng nề, mệt mỏi lắm. Nó khỏe re. Vậy thì mấy cô khỏe dữ lắm. Những Đức nói thiệt á, cái quan trọng là dưỡng cái tâm này nè. Mỗi lần gặp nhau dù cỡ nào cũng cười quá trời. Mà cười lên là tự nhiên mặt hồng hết trơn à. Phải là mấy cô mà về mà được quay phim thì mấy cô thấy mấy cô đẹp rõ ràng mà. Đẹp rõ ràng luôn. Nhưng mà có những bà mà lỡ ngáp bất tử á. Mình kinh nghiệm nha. Thí dụ như mà ví dụ như mình mà lỡ mà mình mà buồn ngủ mình ngồi ở đâu mình ở đâu gì. Cái kiểu như mà buổi sáng đồ mới ngủ thức dậy đồ. Cái kiểu như mà ngáp mà đưa hai cái tay lên à. Nó thấy nó kỳ cục đúng không? Dù là không có ai nhưng đó là một cái nhân tạo thành cái quả mà bản thân mình quen. Quen tật. Hiểu không? Quen tật. Nhớ. Nên khi mà mình ngáp đi, tại vì có những cô mà đang quay phim á, quay bả tôi bảo rồi đưa lên vậy cái tự nhiên quay dính cái mà nói à cái này là cũng một cái bài học nè. Bài học. Ví dụ như mình, ví dụ như miệng rộng miệng nhỏ vậy đi, như cái miệng như Đức mà hả cái đó nó ghê lắm. Tại vì miệng nó bự quá ấy, miệng. Bự quá. Miệng ta nhỏ nhỏ thì ta hả ra cũng không sao. Thấy không? Nên từ nơi đó mà ví dụ như mình có ngáp đi chăng nữa. Mình có co cái miệng lên chút hoặc là mình lịch sự là mình phải. Nó còn coi được à. Trời ơi cái kiểu này. Thấy không? Cái này cũng là một cái nhân cách không được đẹp đó nghe chưa. Nhớ nghe. Nó mình cũng chỉ con gái mình hay con trai gì cũng vậy. Trai gái gì cũng vậy. Thấy không? Khi ngáp này, nó cũng coi được chút còn à. Trời ơi nó ghê lắm quý vị. Không phải đơn giản đâu nghe. Nó giống như mà có một câu chuyện mà cái cô ở đó cô kể như Đức nghe cô nói thầy. Đúng là cái nghiệp quả gì đâu mà kỳ cục thấy ghê. Có cái thằng này nó thương con nhỏ này mà thằng này nó hiền lắm, nó rất là hiền. Bắt đầu nó thương con nhỏ này mà nó lỡ cứ thì gia đình ở bên vợ chịu rồi, gả rồi. Cái nhỏ lỡ nhà chơi, cái đầu nó ngồi ăn cơm với gia đình sao không biết. Cái nó ăn cơm cái đầu nói chuyện cười vui sao á, cái cười vui cái nhỏ ngồi với địch cái tuổi vậy đó. Mà cha mẹ vợ nó cái thứ mày mất dạy còn hơn cái gì nữa. Tao nghĩ gà. Nhỏ khóc như năn nỉ cỡ nào năn nỉ. Ông nghĩ gà. Cái thứ gì mày mất dạy quá. Mày ngồi kế tao mà định cái tuốt. Chậu là trời chứ gì đúng không. Ông già ông khó kỳ cục quá chả. Giờ nhỏ cười quá. Thì bắt đầu nó dồn nén cái hơn như định cái tuốt. Gái thì tự nhiên không gả gái à. Cái bà cứ. Nó cũng có cái chuyện vô duyên vậy. Ủa là trời cái đó là cơ địa của mỗi con người. Nếu bây giờ mà câu chuyện này mà đưa cho cái ông đó nghe, ông gả đại đi ông già ơi. Khó gì đâu mà khó kỳ cục, nó lỡ tội nghiệp nó ngồi ăn cơm với ba mẹ vợ á. Nó nói chuyện vui sao, tại cưới được vợ mừng quá. Nhỏ đến nhỏ năn nỉ ông bà, nhỏ năn nỉ nó nói là con hứa với cha mẹ, từ bây giờ tôi đến chết con không dám định. Gả con gái cho con đi. Ông nói không mày là thứ mắc dạy tao không có gả. Nói trời ơi cha mẹ con dạy con chứ mà đâu có kêu con không có định.
dạy cái đạo đức nhân cách thôi, chứ cái chuyện đó địch cho ai mà biết lúc nào. Nó chờ chờ cái nghiệp duyên kìa, mà nó vô duyên. Tự nhiên cái mặt cái thằng nó nói rằng là lần xưa giờ nít bao giờ vậy lắm. Mà tự nhiên sao mày vô duyên mà nó quýnh vô cái mông nó bịch bịch, nó nói mày vô cái thứ. Nó nói ông đánh vô cái mông ông thì nó đau cái mông ông đó, tại vì cái nghiệp duyên. Chắc ông cũng đời kiếp nào làm cha đó, mà con gái ấy, mà cái thằng ghệ nó đến là ông già đó đó, ông già đó đó mà đến đó, mà hỏi cứ con gái ông á, nó cuối cùng nó địch một cái đó, mà ông không gả, rồi nó chạy một vòng thời gian bây giờ gặp lại, cuối cùng bây giờ là cứ con gái ông á, lúc nào không địch tới cha mẹ vợ ngồi kế bên, nguyên gia đình ngồi để cái tối. Ồ là trời, mình nói thiệt là sao? Ông Nhật Đức nói thí dụ như bây giờ mấy cô, mấy chú mà đang ngồi vậy mà Nhật Đức nói chuyện mà vui cười gì đi, nó ầm ầm thì dù nó cái bủng nó cũng không ai nghe. Nhưng mà hiểu không? Không ai nghe. Mà cái kiểu mà nó ngồi trong máy lạnh luôn. Nó ngồi trong cái phòng riêng. Chứ trong một hoàn cảnh mà thanh bình á, tự nhiên nó cũng bị ấm ức lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Ôi ôi mà ông già ông tức tối lên, ông quyết định ông nói là không gả. Tại vì mày là cái thứ mắc dạy, chứ mặt cha mẹ vợ mày không để nể. Mà tối cái năng nỉ nó, trời ơi ba mẹ ơi, con nể nang ba mẹ dữ lắm, con muốn vợ mà, con muốn ba con gái của ba mẹ mà, con thương dữ lắm chứ cái thằng địch nó không nể nang. Thằng này nó không nể nang. Cái thằng này nó không nể nang ba mẹ chứ con thì nể dữ lắm. Trời ơi đúng là nó gặp nạn kỳ cục. Thấy chưa? Không đúng nơi đúng chỗ là có chuyện xảy ra. Hiểu chưa? Nên bản thân mình, bởi vì gặp những cái trường hợp mà mình mà ngồi riêng với ai mình cừ á, mình cũng phải cẩn thận. Học qua câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện giáo dục chứ không đơn giản nghe trời. Nên là mai mốt mà mấy cái ông mà đi cưới vợ mà đi ngồi chung với cha mẹ vợ là mình phải ngồi đồ, mình không dám cừ. Cưới vợ vậy đi còn cừ sao cừ. Bây giờ mình lỡ cừ nó vớt như thằng đó một cái thì sao? Cừ quá mà vớt bậy bạ kẹt lắm đúng không? Gạo nấu thành cơm thì muốn làm gì đó làm. Búp búp gì kể mô. Ôi đúng là câu chuyện ngộ thấy ghê trời. Nó nên cái câu chuyện này gọi là cũng là một câu chuyện giáo dục đấy vị. Không giỡn đâu. Đàn ông người ta vậy mà gặp phụ nữ mà ngồi vậy mà chơi cái bùm cái nữa tậu là tậu. Trong bụng mà nó đỏ mặt đỏ mày. Thấy không? Mà khi mình như vậy mà lạ thai nghe, ngồi chung một bàn á mà như vậy á, quý vị có tội lắm. Không phải là cái mùi mà có tội, mà làm cho người ta nghi ngờ nhau mà có tội. Đúng không mấy anh? Bây giờ mười anh em ngồi chung. Nên Dược Đức nói là cái thằng mà chơi cái bùm là đỡ tội hơn cái thằng chơi mà hiểu không? Tại vì cái thằng xìu á là không ai đón được thằng nào, nên mười thằng nó canh với nhau, mười thằng nó canh, thằng nào cũng nhìn mày ngồi chung mà mày chơi kỳ cục, có gì ra ngoài mà làm kỳ cục ghê, hiểu không? Đó là có tội. Còn mình á, cái bùm là không có tội. Tại vì tôi chấp nhận tôi dám làm, dám chịu. Thấy không? Khoan thẳng luôn, khỏi cần nghi ngờ. Thấy không? Nó nghi ngờ chứ không giỡn đâu nghe. Thí dụ như mà mình trường hợp mà mình ngồi chung với người ta trong bàn máy lạnh đồ này kia mà mình thấy cái trường hợp mình á, vậy á, thì mình đứng ra mình ra ngoài đi, vệ sinh. Rồi mình vô cái nhà vệ sinh á. Mình chơi vài trái miệng. Hoặc mình ra gốc cây gì đó, mình bộ mình đi vòng. Hiểu chưa? Nó mà thêm cái nữa, mình bận đồ kính quá đó, mình phải đi xong rồi mà đúng. Mình phải đứng chút cho nó ra hết đi, mình ra vô. Chứ cái kiểu mà
mình vừa vậy ngồi mình vô liền là mình đem nguyên cái hơi vô đó thở cũng chết nữa, thấy chưa? Không, cái này tế nhị nhưng mà dạy rất là kỹ nha, dạy rất là kỹ luôn, chuyện nói chuyện dẫn chơi qua câu chuyện đó mà thành câu chuyện giáo dục luôn, không có chuyện dẫn chơi đâu nghe. Tuy là thấy nó nhỏ nhưng nó không đơn giản đó, nên mấy anh em mà lên xe đó ông nói nó mở rộng ra nè, cái kiểu mà lên nguyên chiếc xe 50 chỗ là 50 người đang ngồi, 70 người, 80 người mà lên đó chỉ cần ba ông mà chơi ba trái, trời trời, cho nguyên một đám người thấy mù luôn á, vẫn chơi em không. Nên á, mình có gì đó, mấy ông ăn xong á, mấy ông vô ông đi vệ sinh đi, mấy ông coi bụng đồ, mấy ông kêu nó, ông từ trên đỉnh đầu ông đưa nó xuống, xong ông vô nhà chùa mình nó rộng lắm, mấy ông cứ xì thoải mái khu vực chùa của mình, xong hết mấy ông lên xe, mấy ông giữ bình yên cho nhân loại, hiểu không? Đó không phải đơn giản đâu nha. Qua câu chuyện mà thấy ghê thiệt chứ, đúng là câu chuyện này chắc nhiều người nghe chắc cũng mắc cười chết được. Câu chuyện mà trời ơi trời, cứ vợ mà chỉ địch cái mà không cho cứ, đúng là nghiệp duyên gì đâu mà nó kỳ cục chứ ghê. Không, qua cái buổi giảng này thì cái cô kia đưa cho ông và vợ đó ông coi cái này, thấy không? Chứ mà chơi kiểu này mà ghê quá, thấy không? Nhỏ đâu có muốn gì đâu, thấy không? Nên đúng là nghiệp duyên. Bởi vì ở thế gian này cái nghiệp gì nó cũng xuất hiện, không giỡn đâu. Mà cơ thể con người chúng ta là cái cơ thể mà nó bất thường, đủ thứ bất thường. Nên những Đức nói rằng là con người tu hành của mình tuy là cầu giải thoát, nhưng mà con người kỹ vẫn là tốt, không? Các vị thấy không? Tu học là gì? Dạy mọi mặt, đúng không? Cái một chút, chút, chút. Đơn giản thôi, bây giờ thí dụ như bây giờ mình thành cái thói quen là, ví dụ như mình ăn xong đi, ăn xong cái đưa nguyên ngón tay vô cái miệng lấy đồ ăn ra, thì mình thấy vậy nó đẹp không quý vị? Không có đẹp. Ví dụ như trước mặt người ta bao nhiêu người, mà dù không có người ta mình cũng khó làm điều đó, thành quen, quen cái tật, thấy không? Ăn xong cái là lấy ngón tay, móng tay á, móc nước ăn ra, chào chào, mình ngồi gần gần ai vậy mình thấy mình cũng ớn luôn quý vị, thấy nó kỳ kỳ nghe, thấy không? Rồi ha, cái này là mình nhắc nhở nhau nghe. Thí dụ như mình có cái tâm hay gì, thí dụ mình xỉa răng mình cũng che miệng lại, hiểu không? Chứ mình đừng có mà mình đưa nguyên cái rằm răng mình nhè cái một lần mình chọt ly chọt lịa kiểu này, không, người ta ngồi kế bên mình mà, hiểu không quý vị? Đó, nên cái việc này quý vị nói nhỏ hả? Không đơn giản đó nha. Nó không đơn giản đó, chứ nó chuyện đùa, đúng không? Ví dụ như mình là người phụ nữ, khi mình ngồi mình cũng cẩn thận, ai biết được hồi nãy giờ mình đi cái quần mình nó gách đá. Cái kiểu mấy bà ngoài đời, mấy bà ưa bận cái quần bó sát vô người đó. Ai biết được cái quần này nó mai đường chỉ yếu. Mấy bà chạy mà đi từ hồi sớm tới giờ nó gách một đường dài thọt. Mấy bà ngồi trước mặt người ta mà mấy bà cũng banh chàng hãng cho mấy bà làm việc, mấy bà không hay á, mấy bà nhìn lại cậu là trời, nguyên cái đáy quần của mình chọc lóc, thấy không? Mấy bà thấy không? Đó là cái mà mình không để ý bản thân mình, thấy không? Nên người phụ nữ người ta ngồi, người ta cũng không có cái dáng ngồi mà kiểu mà ngồi sợp xuống mà chành bành ra, tại vì người ta ngồi nó phải có chân trước chân sau, người ta ngồi kiểu của người ta mà nó khéo léo được một chút, hiểu chưa? Đó cũng là một cái hành động đó quý vị, để mà mình xem lại mình, để mình sửa nữa đó. Đừng có nói già nghe, 50 tuổi, 60 tuổi, mình già mình cũng phải làm gương cho trẻ em, cho con cháu. Nên cái hành động của mình nó cũng phải gọn ghẽ này, hiểu chưa? Nó ví dụ như bây giờ 60 tuổi, 60 mấy tuổi đi, mình ở nhà con cháu tụi này kia, có khi thay đồ cởi cái áo ra đại nghĩ mình già rồi, đừng có gì. Hành động đó cũng không hay đâu, không nên đâu, thật sự luôn á. Nó dụ như mình ở trên thành phố này kia đi, nhà mình ví dụ như con trai lớn lên nè, con trai lớn lên nè, nó đã tuổi dị thì, mình mẹ bốn mấy 50 tuổi, mình đừng có nghĩ con trai mình, mà mình có khi mình bận đồ mỏng manh mình ngủ, hoặc là vợ chồng đồ ăn ái đồ phải rõ ràng phòng ốc, chứ mà mình tầm bảy tầm bạ, con trai con gái còn nhỏ tuổi dị thì, nó thấy cái nó đập vào tâm trí nó luôn, rồi nó mới tìm hiểu những cái điều bậy bạ, rồi nó mới sanh ra tâm tầm bậy tầm bạ, hiểu chưa? Này nhiều người làm cha làm mẹ
Có khi mình không quan tâm, không để ý tới đó. Cẩn thận, con mà chỉ cần lớn lên chút rồi là vợ chồng á, ngủ vậy con cái phòng riêng, vợ chồng phòng riêng, chứ đừng có cho con nó nằm chung với cha mẹ nghe. Rồi nửa đêm mình càng bò qua vợ, rồi con mình nó giật mình nó nhìn, thấy không? Cái đó là không hay đó, nó thiệt không có giỡn đâu. Nên nó cho con một cái phòng, mình một cái phòng, tập con phần nhiều là gì đó. Còn ví dụ lúc nào mẹ chăm con thì qua phòng của con để chăm con, còn lúc nào mẹ ngủ với cha thì ngủ với cha, vậy là nó rất là hay. Nên như vậy thì quý vị biết nó rất là kỹ lưỡng, nếu không nó lãng hoạn. Nên cái việc mà ngủ mà bặn một bộ đồ ngủ mà đi lông ngông trong nhà, con dâu con ghế đâu này kia không nên. Cả mà ông già vợ đi chăng nữa, ý, ông già chồng nó bặn quần đùi đồ ha, bặn quần đùi đồ đi nghiêu ngao ra cái hành động này nè. Con dâu trong nhà mà, con dâu trong nhà mình là cha chồng mà, đâu thế nào mình bặn quần đùi đi lông nhông mình đi kỳ cục vậy, đúng không? Đó, mà nhiều người ta đâu có hiểu cái nguyên lý này đâu quý vị. Những đức đã từng nói cả mình phơ đồ đi chăng nữa, mình là người phụ nữ, mình phơ đồ nó có một cái chỗ kỹ lưỡng cho chính mình phơ, chứ không phải là mình treo toàn ten tứ tung lang tan, khô cá đuối mình treo tá lả âm binh giữa đường giữa xá, không phải đâu nghe. Mình phơ cái kiểu đó là cũng là một cái tư tưởng mà mình không hiểu đó quý vị, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà phải kỹ lưỡng đàng hoàng. Vậy thì gia đạo của mình mỗi cái một chút nó đặc biệt lắm. Nó nên mà quý vị nghe vậy, quý vị thấy nó quá kỹ không? Thầy nào mà giảng mà kỹ quá trời vậy? Đó. Nên cái phong thủy của gia đình quý vị nhớ, chỉ cần quý vị để một cái xào đồ ngay cái đường đi thôi là quý vị biết đánh mất phong thủy liền. Một ngày vậy là tội lỗi biết nhiêu nói. Tại vì kẻ đi qua người đi lại nó chui ngang cái xào đồ, hiểu không? Nên từ nơi đó một cái xào đồ mình để tránh đi cái đường đi qua lại. Chứ nếu mình để ngay cái vị trí đường mà tao cứ qua lại mà nó cao hơn là mình mỗi ngày đang tạo tội đó. Đó. Đang tạo tội mà gặp cha mẹ mà chui qua chui lợi cái nữa là quý vị biết quý vị tội cỡ nào chưa. Cái này phải xem lại đó. Nên đó, tại sao mà cái gia đình mình nó không có phong thủy? Tại vì cái bài học mình hôm nay nè, được hưởng hoàn cảnh bình yên, từ trường tốt đẹp là tích tụ năng lượng cao nhất. Thì nếu như một gia đình của mình mà nó không có một cái hoàn cảnh đặc biệt thì làm sao bình yên, rồi làm sao có từ trường tốt đẹp mà mình hưởng, hiểu không? Đó, nên trong một cái gia đình mình từ phòng ốc ở nó phải gầy dựng ra, dù nghèo nhưng mà phòng ốc nhà cửa sạch sẽ, nó có một cái nhân sinh gì mình bước về nhà, đây là một cái từ trường tốt cho gia đình của mình đó. Là tâm trạng con người ở căn nhà đó nó sẽ tốt. Nên người ta nói rằng là một cái nhà mà trên cái nóc nhà mà xéo nghiêng, hoặc là một cái nóc nhà mà nó giống như nó sắp sửa sập, mình chỉ cần mình nằm mình nhìn lên thôi là tâm trạng ngủ của mình rất dễ bị bóng đè. Là vì sao biết không? Bất an. Bất an nên giấc ngủ nó không sâu. Mà giấc ngủ nó không sâu thì con người chúng ta sẽ không làm ăn lên nổi đâu. Nên con người phải có một cái hoàn cảnh để mà mình có phong thủy tốt. Nên từ nơi đó mới bị về chùa mình mới thấy hoàn cảnh nó sạch sẽ, nó về mình thích. Thì mình nghe nói gì để mình hiểu, để rồi mình áp dụng trong cuộc sống. Tất cả những điều những đức giảng như nãy mấy cái chuyện mà nãy bị cười nhiều đó, và thêm mấy cái chuyện nãy giờ, đây quan trọng lắm nè. Cực kỳ quan trọng luôn, đừng có nói chuyện đùa. Nhiều người ta nói Phật Pháp nó phải cao siêu gì? Cao siêu gì chờ? Nó là trong cuộc sống hàng ngày. Nó nên những cái điều này mình nhắc mình kỹ dữ lắm để mà mình sống được tốt. Nhưng đức để ý mỗi tuần chủ nhật cái từ trường nó mát mẻ lắm nghe, nó mát mẻ hơn ngày bình thường. Tại vì sao phải không? Chắc là nhiều người cái tâm người ta muốn về đây mình ta tu, khi người ta về đây người ta thích, mà đông người mà người ta thích người ta vui thì cái chỗ này tự nhiên nó mát lên. Tại vì tướng do tâm sanh, nghĩa là cái tâm của nhiều người ta về mà ta vui, người ta thích, nó thấy bình an thì tự nhiên hoàn cảnh này nó mát. Mà khi mà người ta về đây mà ta bực bội, người ta khó chịu thì hoàn cảnh này nó nóng. Thí dụ như mình ở một cái nơi bạo động đi là mình thấy nó nóng nảy khó chịu. Mà mình ở một cái nơi mà người tâm trạng nó thoải mái an lạc vui nhiều á, cái tâm trạng mình nó cũng tốt đẹp. Dù bực bội gì nhưng mà mình ở trong hoàn cảnh tốt đẹp
thì tự nhiên cái tâm trạng mình nó sẽ nhẹ nhàng đi, nó quên mất đi cái buồn phiền. Đây gọi là ảnh hưởng từ trường lớn dữ lắm nhớ. Nên chúng ta mà ngày Chủ nhật là cái ngày mà để mình tu phước tu duyên đặc biệt, và cũng là cái nhắc nhở mình rất là nhiều thứ. Nên tập viết rồi mình thành quen cái ngày Chủ nhật cộng tu mà là một cái ngày ý nghĩa vô cùng. Có rất là nhiều người ta đến đây người ta tu, khi mà người ta về người ta gặp những đức, ta nói rằng là nếu như mà nơi miền quê người ta mà có được một ngôi chùa mỗi tuần Chủ nhật mà tổ chức tu gì thì người ta nói mừng biết nhiêu nói. Tại vì cái cơ hội đi nó tiện, nó gần. Còn bây giờ mỗi lần đi đến đây thì xa quá xa, có khi lâu lâu mới được đến một lần. Nên từ nơi đó mà cái tâm người ta khi được đến lâu lâu một lần người ta mừng, người ta vui. Nên quý vị biết rằng là mỗi một người chúng ta có khi mình ít đến được một cái nơi nào đó thì mình thấy mình đến được mình mừng dữ lắm. Nhưng mà cái tâm con người bình thường là nó ở được một nơi nào đó rồi thì tự nhiên lâu ngày thấy nó bình thường. Nên chúng ta nên trân quý cái bình yên, đừng nên mắc cái bình yên. Thí dụ như giờ tuần nào mình cũng được đi đến đây, nhà gần gần, đi đến, viết có khi không khéo cái tâm mình nó nói đi viết sao thấy cũng chán, để tuần này nghỉ đi bữa. Mà nó khi nó khởi cái tâm đó một cái là bắt đầu nó lạc liền, từ từ nó lạc bớt. Còn cái tâm mà nói ôi trông tới ngày Chủ nhật, cái trông tới ngày Chủ nhật để mà mình đi đến chùa, cái tâm đó mà nó duy trì hoài luôn là nó kết quả dữ lắm. Nhưng mà nếu mà một ngày nào mà cái tâm quý vị mà nói thôi tôi tuần này nó nghỉ đi, hoặc là rủ đi nói để em coi lại sợ bận quá, mà mình mà nghe người nào nói vậy là mình biết cái tâm trạng tu của họ đi xuống rồi đó. Còn nếu như mà mình hỏi mà là chị em vậy đó, tuần này có đi đến chùa tu không, trời đi sống đi. Ta trong từng ngày á, ta trong từng ngày nó hỏi đi không. Hỏi chị là chị khỏi có hỏi tôi câu đó. Cứ tới từng là xe ngang đi là tôi đứng tôi đợi tôi nhảy xe đi. Ta biết cái người này háo hức. Còn khi mà mình xe mình ghé tới mà mình kêu chầu chờ chầu chực mà bả chậm á, là cái bà này cái tâm hơi kém. Bả chưa chịu sắp xếp gọn hồi tối. Đúng không? Để sáng bà xe tới là nhảy lên liền. Tại vì sao? Vì có nhiều người ta trên xe, người ta đang cũng tranh thủ đến chùa, nên ta đi đến được sớm chút nào thì người ta được ngồi trong chùa lâu được chút nấy. Từ nơi đó mà mình nên nghĩ cho người ta, vậy thì cái phước mình lớn. Còn nếu như mà xe đến mà phải đợi mình 5 phút, 10 phút thì nếu mà 5 phút mà 50 người là bao nhiêu phút rồi? Mình thiếu nợ bao nhiêu con người thời gian đó, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình mà tính ra vậy thì cái tâm mình về định luật nhân quả sâu sắc, mà làm cho trưởng đoàn người ta cũng hoan hỷ. Tại người ta là trưởng đoàn nên khi mà mình ra mà chậm quá đó, mấy bà trên xe bà nói chị én, chị kêu với bà nó nhanh lên coi chị én. Kêu nhanh lên. Lần nào cũng như rước bà là lâu còn hơn cái gì nữa. Mà chị không có nói đâu, tôi nói chị làm trưởng đoàn mà vậy viết là tôi nghỉ đi cái đoàn xe này luôn cho chị biết. Đó, nghĩa là chị phải giải quyết cái bà này chứ. Số lượng đông mà có mình bà à. Thêm một cái nữa, mà bả mỗi lần mà bả lên xe một cái là bả có chịu tắm. Lên xe không chịu tắm rửa, chứ bước lên xe là chịu không nổi. Người ta nguyên một đoạn đường người ta đi người ta niệm Phật đó mà vui thế ghê. Mà mỗi lần mà bả lên xe cái là ai cũng bụm mũi bụm miệng lại. Chịu không nổi bả, mà cả nhóm phái đoàn người ta chịu đựng bả. Mà có khi nó cũng gặp trường hợp có những người diễn nghe. Nó nên mình nói gì có khi nó thí nó đại mà chúng tùm lum. Thấy chưa? Không đơn giản đâu. Nên chúng ta đi tu chung á, mỗi một con người mình nên nghĩ cho người ta một chút đi. Mỗi người mình nên nghĩ cho người ta một chút. Ví dụ như mình nói sáng nay Chủ nhật mình đi chùa thì hồi tối mình thức sớm một chút, hoặc ngày mai hôm qua buổi chiều mình giải quyết cái gì của ngày sáng nay cho nó gọn đâu vào đó hết. Rồi hoặc mình nấu cơm gì cho chồng cho con gì nó rõ ràng đâu vào đó, nó rút thời gian lại một chút. Rồi mình lễ Phật á, thí dụ như mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật thì cái bữa đó mình lễ Phật thôi, khỏi niệm Phật. Nghĩa là mình lễ thôi, mình rút thời gian một chút để mình làm việc kia việc nọ. Tại vì sáng nay đến đây là mình tiếp tục nghe Pháp mà mình lễ Phật nữa, mình tu ngày nguyên ngày nay thí dụ,
thì tức khắc mình rút lại một chút đó để cho cái chuyện mình đi tu mà đối với chuyện nhà cửa chồng con nó không nói được mình. Thì cái cách của mình như vậy nó rất là đặc biệt. Nó thì ai mà không thích cái người tu. Nên từng cái một chút gì quý vị nhớ. Đặc biệt nhất là mình đừng có để người ta chờ đợi mình. Chờ đợi là cái việc mà nó dễ phiền não. Thí dụ như bây giờ điện thoại của mình mà người ta chỉ cần gọi cho mình mà cái kiểu mà gọi hoài mà không bắt máy, cái đó cũng là cái khó chịu. Vẫn đổ chuông hoài mà không bắt máy, đó cũng là cái điều bực mình chứ không có giỡn đó. Mà xong rồi mình vẫn không gọi lại cho người ta, thấy không? Đó cũng là không hay nữa. Ví dụ như người ta gọi mình 2-3 cú mà mình không nghe, thì mình bắt cái điện thoại lên mình thấy cái số điện thoại đó chị em quen mà gọi 3-4 lần thì mình phải cầm bấm gọi liền cho người ta. Nó, từ nơi đó cái tâm đó nó cũng là gọi là lịch sự quý vị, thấy không? Còn bây giờ người ta gọi mình quá trời mà mình xong rồi mình cứ để người ta gọi mình, có nghĩa là bắt cằn. Với một người bạn như vậy thì hình như là bắt cằn. Còn thí dụ như mà có những cái nơi tổ chức mà người ta quá đông đúc mà về nhân sự con người, thì có khi mình gặp trường hợp gì thì mình còn có thể thông cảm rằng lỡ người ta đông quá công chuyện, người ta lo việc này việc kia, người ta không gọi là được. Còn thí dụ dưới cá nhân của mình thì cái việc này, việc chiếc điện thoại đang bỏ trong túi mình với cá nhân á, mà mình khi làm một số việc gì thôi thì mình phải gọi lại cho người ta liền. Nên từ nơi đó hoặc là giải thích cho người ta nghe, chứ để người ta dặn mình. Nên quý vị biết rằng là cái cuộc sống nhân sinh con người đến với con người mà nó chơi với nhau lâu dài được á, là đối với cái nhân cách của mình nó phải đặc biệt. Thật sự mà nói, thí dụ như bây giờ mình chơi với một người bạn mà nhân cách đặc biệt, mình không có bỏ người bạn đó đâu. Không có ai mà đi bỏ người bạn đó hết trơn á. Rồi sợ mắc người bạn đó. Vợ hay chồng mình mà một nhân cách đặc biệt hiểu biết, mình sợ mắc á, chứ đừng có nói, chứ đừng nói chi mình bỏ. Còn cái kiểu mà nó không có nhân cách gì đặc biệt, thật sự mà nói mình chán lắm. Cho nên mình phải sống làm sao mà để người ta đừng có chán mình. Là cái nhân cách của mình làm cho người ta không có chán mình được. Thấy không? Thí dụ như quý vị đến đây mỗi tuần nó đều có cái mới và cái lạ. Cái gì nó cũng thấy mới và lạ, rồi thấy nó vui, thì quý vị không có chán. Chứ nếu quý vị từng nào đi đến đây cũng khóc á, vậy đi đây làm chi? Từng nào đến cũng khóc hết, nghe khóc không à, hoặc nghe ông thầy ông than thở, ông buồn chán, ông rầu rĩ, viết mặt ông như con khỉ. Cái kiểu đó thì thật sự mà nói mình sẽ không bao giờ mình đi đến đây nữa đâu. Nhưng mà dù ông thầy ông xấu xí nhưng mà ông nói chuyện vui mình vẫn thích, đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi lần gặp nhau là có nụ cười trao nhau là tuyệt vời nhất. Thật sự mà nói chưa cho tiền, nhưng gặp nhau có nụ cười trao nhau, có những ý nghĩa cuộc sống là thấy thích rồi. Nó làm cho mình mỗi ngày càng tăng tiến một nhân cách. Những đức đã từng nói rằng cái nhân cách của một con người để nâng một con người, và cái hành động của một con người để hạ một con người. Từ nơi đó nghèo chưa phải là cái điều mà chúng ta không có nhân cách. Nghèo cũng có nhân cách đi. Nghèo cũng được người ta tôn trọng, thì đâu phải nói là nghèo mà người ta không tôn trọng. Mà người ta không tôn trọng là do tại cái hành động của mình mà người ta không tôn trọng, chứ không phải là nghèo. Nếu như mà cái người giàu mà chỉ biết xem thường người nghèo là do gì? Họ chưa có biết được cái nền giáo dục là quan trọng. Chứ nếu như mà ta biết giáo dục là quan trọng, dù người ta nghèo nhưng mà cái nhân cách sống người ta nó cao thượng, thì người giàu vẫn tôn trọng người nghèo. Mình xấu nhưng mà cái nhân cách sống của mình nó có đạo đức thì người ta vẫn tôn trọng mình. Nên cái đạo đức nó rất là quan trọng để lập được sự nghiệp. Vì người ta nhìn cái nhân cách đạo đức mình để người ta tôn trọng và người ta tạo điều kiện cho mình. Nên cái điều kiện mà ta tạo cho mình để thịnh vượng cái gia đạo của mình. Nên từ nơi đó mà cái học tập Phật Pháp nó hay, nó rèn luyện mình để có một cái nhân cách đạo đức. Cái này quan trọng dữ lắm á. Nên mỗi một con người chúng ta đi đến chùa, quý vị biết rằng nhờ chia sẻ Phật Pháp mình nghe mà nó bào mòn dùm cho mình cái sai một chút. Con người chỉ cần chịu sửa thì nó sẽ tốt từ từ. Giống như là cái gì nó sai thì cứ sửa nó từ từ. Thí dụ như lúc trước mà mình chưa học Phật đi, đụng cái là mình quăng quát mình la.
Nhưng mà bây giờ mình học Phật rồi mình thấy những cái hành động đó thấy nó kỳ. Hoặc là bây giờ điện thoại cũng dễ quay phim. Mình thử, mình thử mà lúc mình mà bình thường cái mặt dễ thương, mình quay lại thử cái mặt làm sao. Rồi cái lúc nào mà mình bực quăng quát lên thử, mình quăng quát mình cũng đặt cái máy quay phim mình quay thử. Rồi mình coi lại mình nói trời sao quăng quát cái mặt mình thấy ghê. Lúc bình thường cái mặt đâu đến nỗi gì mà sao quăng quát lên mà cái mặt găng nanh gì, tóc tai bù xù mà gì mà thấy ghê vậy trời. Rồi săn tay săn quần lên làm thấy gớp, thấy không? Thì mình coi lại cái là mình sẽ chọn cái điểm nào, lúc nào của mình. Thì tự nhiên mình chọn điểm đó để mình nhắm đến mục tiêu chỗ đó để mà mình học. Rồi tự nhiên từ từ mình trở thành cái mà mình chọn giống gì. Có nghĩa là mỗi người mình nó cần phải được hoàn chỉnh thời gian, nhưng mà nó phải cố gắng đi đến chỗ hoàn chỉnh. Từ phàm phu đi đến tới Phật là hoàn chỉnh. Nên chúng ta đều có thời gian để từ từ. Nên học Phật là để học sửa sai. Nên cái sai của mỗi con người chúng ta đều có, nhưng mà nhờ Phật Pháp chúng ta sửa được chút. Thí dụ như giờ có những người lớn tuổi người ta chưa học Phật đi, nội mà tiền bạc vật chất của người ta nó tích trữ giữ gìn lo âu buồn phiền, người ta đã nặng nề nhiều năm, nhưng mà do người ta không nghe Pháp nên người ta phải chịu như vậy hoài vậy đó. Nhưng mà khi người ta nghe Pháp cái người ta mới bình tĩnh, hồi quang phản chiếu lại, người ta mới nghĩ ủa tại sao mình tiền bạc vật chất mình không giúp ai, rồi mình lại tích trữ, mình sợ bị mắc, mình nặng nề đủ chuyện hết trơn, tại sao mình khổ dữ vậy? Rồi mai mốt mình chết rồi á, mình có cầm theo được đâu, thấy không? Mình nghĩ ra là nhờ bài Pháp á, nó nhắc mình, rồi mình mới xem lại mình, rồi cái mình nói lại mình, ủa én tình én sao những đứa cũng có duyên quá, nhớ én hoài, hiểu không? Ủa én, rồi tối hôm nay mày chết rồi, mày có cầm vàng bạc châu báu theo không én? Cái mình hỏi mình, cái mình trả lời nó, ủa từ xưa tới giờ đâu có ai chết mà cầm vàng bạc châu báu theo đâu, toàn là gia đình mình nhiều khi nó đốt giấy tiền vàng bạc nó xả xuống cho mình mà có xài được hay không, chứ vàng bạc châu báu mình có cầm theo đâu. Mình hỏi mình cái mình đáp án, mình trả lời là không có cầm theo được. Vậy ủa mày không cầm theo được, vậy mày cứ bo mà giữ làm chi mà khổ dữ én? Hồi tối mày ngủ đang ngon thì mày nghe chó sủa mày giật mình là én, hay chưa? Đó, mình tự hỏi mình rồi mình tự giải đáp là hay nhất luôn. Mình xem lại rồi mà nghe ông thầy giảng cũng có ý nghĩa én. Ông thầy ông nói là lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của theo ta bạn đời. Từ nơi đó ủa mày đâu có cầm cái của cải này theo được đâu, vậy tại sao mày không tạo phúc đức á để mà mày cầm theo được én? Dù cho đời này mày chưa vãng sanh, nhưng mà nhờ cái phước đức nó đưa mày đi đến cảnh giới càng tốt hơn, cao hơn. Hoặc là đời sau mày làm người nó còn tuyệt vời hơn đời này. Hoặc là mày lên chờ mày làm tiên. Đúng không? Nó vẫn ngon. Còn nếu như bây giờ mà mày mà tình chấp nặng nề, sân si, ích kỷ, tham lam, thì đời sau mày đi xuống tam đồ ác đạo phải khổ không em? Mình nhắc mình vậy cái tự nhiên cái mình từ từ cái mình buồn. Nghĩa là chưa cho người ta được thì đem cho con cháu, cũng là xả rồi đó. Nà, nhưng mà tự nhiên nghe đạo gì mà nói bây giờ cho con cho cháu hết trơn, tụi này nó cũng không biết tu phước tu duyên cái gì, mà cũng là phước trong mạng của tụi bay, tao đưa cho tụi bay hết trơn, cuối cùng cũng là phước trong mạng của tụi bay, nó không tăng lên được chút xíu nào chứ. Thôi được rồi, tao cũng cho tụi bay chút thôi, tụi bay khỏi cần trách tao. Nhưng mà thôi còn chút đỉnh này tao làm phước đức để mà tu phước tu duyên cho tụi bay. Nói cho to cho tụi nó chứ thật sự là cho mình. Mà tụi nó là được hưởng cái gì? Hưởng cái học theo. Học theo ông bà cha mẹ của mình biết làm thiện, nó học theo. Nên mới nói là ông bà cha mẹ có đức con cháu mặc sức ăn, là cái hành động làm của mình con cháu học theo. Nên quý vị mà nghe gì quý vị thấy không? Quá xác thực và quá dễ hiểu đúng không? Dễ hiểu mà không làm thì cũng như không hiểu. Có nhiều người ta nói rằng có môn tịnh độ rất là đặc biệt tuyệt vời mà người ta không niệm Phật thì cũng như không tin. Dù là bây giờ mình nói tôi tin tịnh độ mà không niệm Phật là không tin. Còn giờ ta không cần nói gì mà ta niệm Phật là tin tịnh độ. Ta niệm Phật, ta nhớ Phật, ta niệm Phật là ta tin đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình á, cái pháp môn tịnh độ này mình phải hiểu rằng là nó là một cái pháp môn nhân sinh, mà còn một cái pháp môn tu nó rất là sống động luôn.
nó không có bị câu thúc cái gì quá nặng nề. Có một đoạn mà chư tổ sư nói rằng chỗ niệm Phật đông niệm không được thì niệm một mình, chỗ niệm một mình không được thì đến chỗ đông. Tu trong chùa không được thì tu ở nhà, mà tu ở nhà không được thì đi vô chùa. Tu ở ngoài chợ được thì tu ngoài chợ, tu ngoài chợ không được thì về nhà tu, về nhà tu không được thì vô chùa tu. Có nghĩa là miễn ở nơi nào tu được thì nơi đó đạo tràng của mình. Thế quý vị thấy Pháp Môn Tịnh Độ nó đặc biệt không? Vì nó quá sống động rồi. Nhưng mà theo những đức thấy thì cái Pháp Môn Tịnh Độ này quý vị ở đâu quý vị cũng tu được chứ. Chỉ cần quý vị thích và chịu tu, quý vị đừng có bỏ. Tại vì sao? Những đức từng nói rằng bỏ Pháp Môn Tịnh Độ này thì chúng ta đi đến thế gian này vô nghĩa quá. Vì cái đường mà mình hướng đến chỉ có Tịnh Độ hướng đến Cực Lạc thôi, mới là mở rộng con đường. Còn nếu như mà không hướng đến Cực Lạc á, thì con đường mình thu hẹp hoàn toàn hết, nó không có mở rộng được cái gì hết. Dù bây giờ vợ chồng còn trẻ, giàu sang hạnh phúc cỡ nào, nhưng mà cũng già rồi, chúng ta đi vào cái lối cục cuộc đời à. Chỉ có hướng về Cực Lạc mới mở rộng con đường ra và đi đến một cái nơi an vui tự tại. Nên mỗi một con người mình mà gặp Pháp Môn Niệm Phật là đang gầy dựng một nhân duyên để mà chúng ta đi đến một cái nơi bình an hạnh phúc. Nên quý vị biết rằng là sống trong cái cuộc đời này, quý vị hãy càng nhìn nhận đi, phải là chúng ta càng sống thấy nó càng khổ không? Phật nói nghe, ăn đắng uống độc, đúng trong cái thời cuộc này quá độc rồi. Đồ ăn cái thứ gì cũng độc, ăn chay cũng độc, chứ không giỡn đâu chào. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có một cách để mà giải độc tuyệt vời nhất, đó là gì? Tâm thiện. Tâm thiện là phương pháp đặc sắc nhất để giải độc. Còn cái chuyện mà bây giờ tất cả cái thứ gì bây giờ nó cũng độc hết chứ, không khí nó còn độc rồi còn cái gì mà không độc. Nên từ nơi đó chỉ có tâm thiện mới là một phương pháp tuyệt vời giải độc. Nhớ tâm thiện, cái này là cái quan trọng lắm. Nên thí dụ như mà mỗi tuần chủ nhật mà quý vị về đây thì quý vị thấy nó thích mát mẻ đồ, nó cảm giác nó bình an, nó nhẹ nhàng, đúng không? Rồi bây giờ mình ngồi ăn cơm với nhà ăn, chị em gặp nhau thấy vui. Chị em mới khi mà khắp nơi gì này, về mà quen gì nè, tới từng mới gặp nhau. Nó bắt đầu là có khi đi cùng đoàn thì dễ rồi, nhưng mà có những đoàn khác mình cũng quen nữa. Cái đầu mình bước vô nhà ăn mình vừa gặp cái, ố chào chị, đến mấy giờ vậy? Hôm qua đến buổi chiều thứ bảy hay là sáng nay đến? Cái bà kêu nói, chiều hôm qua đến, hôm qua sinh hoạt vui ghê luôn. Chào hôm qua em chuẩn bị đi đó chị, cuối cùng nhà lũ bụ. Con thôi nói thôi kệ, mai đi luôn. Trời mai, ồ tối nhà cũng tiếc chứ ghê. Không đi được, này kia đâu ha. Mai mốt tranh thủ đi nha. Trời chiều thứ bảy cũng vui lắm, lớp đệ tử quyền cũng vui lắm chịu. Hay gặp nhau nói chuyện đấy tự nhiên á, mấy câu nó ăn cơm chưa chị, ăn cơm chưa, ăn rồi. Thôi để chị ăn cơm chút ra chị em nói chuyện. Chị em thấy không, tự nhiên đi tu chung đồ á, bạn bè đồ á. Nên thí dụ như bây giờ mà chồng mình đi mà nó khù khờ ít nói đi, mà dẫn ngày chủ nhật đến đây giết nó cũng nói. Nghe ông thầy nói dữ quá nói theo. Với thêm nữa là nó gặp bạn đồng tu nam á, rồi nó thấy thằng kia thuyết pháp dữ quá, cái nó nghe giết thiết theo luôn. Nói với cái nó gặp bạn nói với nó quen miệng, cái đầu nó lanh lẹ lên. Còn vợ mình mà nó kiểu mà nó nhút nhát rồi nó lù khù, không biết chào hỏi ai, mà dẫn đi đây giết nó biết chào hỏi người ta. Tại vì nó gặp nhiều người quá, nó giao tiếp giết rồi nó phát huy nó luôn, nhạy bén lanh lẹ. Còn con của mình á, là đi đến chỗ đông người này giết con mình rất là dạng. Có nhiều đứa con nít tới dưới quê mà nó gặp người ta đông là nó khóc hòa lên, nó sợ. Nhưng mà con nít đi đến chùa mình giết là con nít rất là dạng. Mà con nít lại khôn lanh nữa chứ, khôn ngoan chứ không phải khôn lanh, nghe không, khôn ngoan đó. Nên từ nơi đó mà cái hoàn cảnh này gọi là hoàn cảnh tu phước tu duyên thù thắng. Tại vì có nhiều con người tu quá nên từ nơi đó về đây mà chúng ta cùng cộng tác tu phước tu duyên. Thật sự nói một mình khó tu phước tu duyên lắm, phải tu duyên phước tu duyên với con người đông. Rồi trong cái tu phước tu duyên nó có thử thách thì tức khắc nó mà là đại phước duyên. Còn nếu mà mình tu phước tu duyên với ai, nên kẹt chẳng đã, nhà mình tu chứ. Chứ một mình tu nó lạc lõng lắm á, tu nó cũng yếu nhất à. Khi mình lễ Phật mình nhìn giáo giác, hoặc là mình chạy ra mình chụm lửa nấu cơm, hay là mình đi làm cái gì cái mình chạy ra mình lễ nữa. Đang lễ vậy cái gia đình kêu mình, cái mình đứng lên, cái mình chạy ra chút, mình chạy vô. Nên mình tu nguyên thờ cộng trừ nhân chia được chút xíu.
khi nó không được ngon nguyên thờ đâu. Đó, nên quý vị mà có thời gian là đi vô đây, vì tu một ngày nó trọng lượng dữ lắm. Nó, bây giờ sắp sửa tới cái Tết niên nè. Gì Tết gì? Tết Tây. Tết Tây á. Thấy không? Tết Tây nó nghỉ 3 ngày vậy mà. Đó, mình sắp xếp mình vô mình tu. Nên có nhiều cô nói trời nghỉ 3 ngày gán kiếm tiền thầy ô. Và mỗi ngày kiếm tiền mà mệt thiết ghê. Thấy không? Cứ tu đi, có phước là có tiền. Trời ơi, đi từ có phước có tiền nó mới là cái gốc. Đi kiếm tiền là đang xài phước trong mạng đó. Kiếm tiền là nó chỉ xài phước, cái phước mà mình có sẵn để kiếm tiền thôi. Còn mình tạo phước là nó mới là nguồn gốc để có tiền hoài. Quý vị biết rằng cái gốc phước nó chỉ càng dày thì tiền nó có hoài vậy đó. Nó vừa hết là nó có à. Quý vị không có nhiều gì nhưng mà nó có hoài. Nó có hoài vẫn ngon, nó có nhiều chứ cho nó giữ, cho nó mệt thêm đúng không? Còn cái người bây giờ người ta làm ra một đống tiền đi, cái đầu người ta nói quý vị, chị biết ba ngày nay nghỉ là em kiếm được số tiền này nè. Cái cơn khi mình không hiểu mình nói trời biết gì tôi cũng nghỉ kiếm được số tiền ghê trời, mấy ngày nay tôi đi tu không kiếm được cắt nào. Nhưng mà quên mất tiêu, cái bà mà ba ngày nghỉ kiếm tiền đó đó là bà lấy phước từ trong mạng bà ra hết trơn, bà không tạo thêm cái phước bỏ vào nữa, hiểu chưa? Còn mình thì ba ngày mình đi tu là mình đem phước mình bỏ vào mạng thêm 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 thêm, bỏ vào đó thì mình không có thêm được cắt nào, mà tại mình có tiền xài rồi có làm chi nữa. Mà khi mà bắt đầu là nó cần tiền là có tiền liền vậy đó. Khi cần tiền là có tiền đó. Nên nhớ mình phải hiểu nguyên lý này. Khi hiểu nguyên lý này rồi đó thì tự nhiên cái việc mà mình tu phước tu duyên là mình rất là cần thiết. Mình rất là cần thiết. Nên những đức nói rằng là ba ngày mà nghỉ Tết á, vô đây tu và ngay chủ nhật đâu nữa đó, ngay chủ nhật đâu đó, đừng có chỉnh nó hú rồi đó. Nãy được. Nên á, từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta hiểu được nguyên lý này, chúng ta trân quý thời gian tu từng chút. Những đức ở trong chùa mà những đức coi ngày nào sao làm sao để mà rủ người ta về tu, thấy chưa? Tại vì sao mình thích tu phước tu duyên? Trời ơi, không có cái gì quan trọng mà tu phước tu duyên đâu quý vị. Ô ô đó. Từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải biết trân quý nghe. Rồi mùng 8 tháng 12 là ngày Phật thành đạo phải không? Chúng ta năm nay sẽ tổ chức một ngày ở bên chùa mới. Bên đây không có tổ chức. Nó nằm ngay thứ sáu quý vị ơi. Coi sắp xếp đi. Tại vì cái này ngày này không có chuyển được. Thấy không? Mùng 8 tháng 12. Thấy không? Thì tại chùa mới sau này mình cũng tổ chức thứ bảy. Hôm qua có một số người ta qua chùa mới ta tưởng tổ chức. Mà những đức cái gì mà những đức làm đức nhắc hoài à, chưa làm nên đức không nhắc đó. Những đức chỉ nêu là chừng nào tổ chức mà sẽ tổ chức thứ bảy. Nó nhưng mà chưa có tổ chức, hiểu không? Nhưng mà đợt này là ngày Phật thành đạo mùng 8 tháng 12 sẽ tổ chức ngay chùa mới. Nên tất cả các phái đoàn khắp nơi nơi sắp xếp được thì chúng ta đến dự một ngày. Không, ngày đó cũng ý nghĩa quý vị, cũng đặc biệt. Thật sự mà nói mỗi người chúng ta tu ai mà không muốn thành quả. Chúng ta đều muốn mình thành đạo chứ. Thì mình lấy cái ngày đó để làm kỷ niệm, để mà mình phát nguyện, để đời này mình tu mình thành đạo. Thấy không? Đời này mình tu mình giảng sanh thì cực lạc là thành đạo. Nên ai muốn giảng sanh đưa tay lên. Vậy thì ngày đó phải đến nghe. Đó, nhớ ha, thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng đó nghe. Quý vị mà mấy cái chương trình đi tu, những đức nó nhắc những người mà tu lâu năm nè, đừng có bỏ những cái ngày tu đông này. Những người mà tu lâu năm mà cho rằng tôi tu được rồi đó, mà ở nhà lủi thủi tu đó, rớt hết trơn đó. Rớt hết trơn rồi đó. Thí dụ như mình tu nhiều chục năm đi, mà cái chương trình tu gì mình cứ đến mình ngồi chung với người ta mình tu, đó là mình đang làm tấm gương để mình dẫn nhiều người đi tu. Thì phước duyên mình nó tăng, bồ đề mình càng kiên cố.
Đa phần những người tu lâu mà cho rằng tôi tu được là lợi chỗ đông người chi. Ông nói tôi hiểu rồi nghe làm chi nữa. Cái tâm này không có tâm lợi tha, nên cuối cùng đối với tịnh độ là bỏ cuộc liền. Những đức nói quý vị nghe chứ, người tu tịnh độ cả đời mình nên là người đơn giản. Dù là mình tu nhiều chục năm đông, nhưng mà lễ với Quan Âm hay lễ lọc mà tu hành mình nên đến mình tu chung. Mình tu chung để có một cái nhân duyên đối với chúng sanh. Cái tâm đó của mình là phước lớn dữ lắm. Thí dụ như một người tu lâu năm có sức ảnh hưởng đi, mà mình là cư sĩ, mình ngồi chung với cư sĩ dưới đây mình nghe pháp thôi, nó làm ảnh hưởng cho cái ông giảng pháp. Tuy mình không giảng nhưng mà mình làm ảnh hưởng giùm cho người ta. Cái tâm mình như vậy là phước báo mình rất là lớn. Còn nếu như mình nghĩ mình tu được ở nhà rồi đi đến đây làm gì, cái gì tôi cũng hiểu hết, nói tôi biết hết trơn, có bao nhiêu nói vòng vòng hoài. Nhưng mà có nhiều người, người ta mới đến tu, người ta đâu có hiểu đâu. Ta mới đến tu, người ta không có hiểu. Nên mình có mình làm sức ảnh hưởng nóng cho người khác, để tăng thêm nhân duyên, tăng thượng duyên cho người khác. Vậy thì tức khắc cái phước duyên quý vị nó lớn dữ lắm, mà không bao giờ bỏ cuộc đâu. Nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một cái người tu tịnh độ, chúng ta bị nhớ là đơn giản là tu tịnh độ hoài. Đơn giản là tu tịnh độ hoài. Cấm gốc cũng cấm ngay A Di Đà Phật, cấm rễ cũng cấm A Di Đà Phật, mà cấm ngọn cũng cấm A Di Đà Phật. Cứ dùng A Di Đà Phật cấm từ ngọn tới gốc, cấm vào lá, vào bông, cấm hết. Chỉ có câu A Di Đà Phật là đầy đủ hết tất cả gốc. Chắc chắn luôn. Có một cô này lúc trước cổ cũng nghe pháp hòa thượng, cổ niệm Phật. Thì cổ niệm Phật một thời gian đâu được tính ra 5 năm. Thì bắt đầu là cô thấy rằng sao niệm Phật 5 năm mà không có công phu. Cô đặt câu hỏi hỏi là không có công phu. Ý nói là lên niệm Phật mà sao còn vọng tưởng quá, không có công phu. Thì bắt đầu là nghe hòa thượng giảng những cái phương tiện gọi là phải cấm ba cái gốc rồi mới phát triển được công phu. Thì bắt đầu cô bắt đầu là cô lao cô đi cấm ba cái gốc. Mà khi cô cấm ba cái gốc xong á là 5 năm sau. 5 năm cô đi cấm ba cái gốc. Quý vị biết rằng những đức mới gặp cô nè, cô nói chuyện những đức hỏi kỹ cô nói rằng cả ba cái gốc cấm cũng không được mà cả niệm Phật cũng nghỉ luôn. Đáng sợ thiệt, ghê thiệt. Có một đoạn mà ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói một câu rất là hay. Có một người hỏi rằng dạ thưa ngài Pháp Nhiên, thường nghĩ đoạn ác tu thiện và nghĩ tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, như vậy thì đặc điểm nào quan trọng nhất? Thì ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài trả lời rằng việc dạy đoạn ác tu thiện là lời chung của chư Phật dạy. Nhưng con người trong thời đại này thì thường đi ngược lại. Họ không đoạn ác tu thiện mà họ đi ngược lại, là họ đi làm ác chứ không làm thiện. Nên dùng cái bổn nguyện niệm Phật để niệm. Niệm Phật có thể đoạn ác tu thiện. Chính những đức cũng thấy rất rõ ràng. Như những đức bây giờ mà đem những đức mà dạy những đức lúc những đức mới đi tu mà dạy về lý luận là chắc chắn những đức sẽ không có ngày hôm nay đi nuôi người già. Chưa chắc đâu. Nhưng mà lạ thay tại sao câu vật hiệu này mình không hiểu nổi. Bởi vì nói câu vật hiệu không thể nghĩ bàn, mình không hiểu nổi. Mà mình cứ niệm, mà niệm viết lại hiểu. Mà từ ngay tin mà niệm, niệm viết rồi hiểu. Là tự nhiên trong cái nguyên lý của đoạn ác tu thiện mình sẽ hiểu liền. Là tự nhiên mình thích làm thiện. Nó rất là hay quý vị à. Còn bây giờ mà kêu họ cấm ba cái gốc thì nó mở rộng ra nhiều lắm. Nói là ba cái gốc nhưng nếu giảng ra thì rất là rộng. Mà rộng đến mức mà chúng ta mất phương hướng luôn. Mà viết rồi chúng ta lao theo hình thức không à. Mà khi mà giảng dạy tuổi trẻ bây giờ nó cũng ngao ngán nữa. Viết nó rất là sợ. Bây giờ cái điển hình thí dụ như một số điều mà ngày xưa có một thời gian cũng rất nổi lên đó quý vị. Bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta làm cha làm mẹ mình còn khỏe mà kêu đứa con mình nó rửa chân mình mỗi ngày, quý vị chịu cũng không nổi. Mà không thể nào đứa con mình mỗi ngày nó đi rửa chân cho mình, đúng không? Thì bây giờ dạy đứa con mình là bây giờ
Con làm con mà hiểu với cha mẹ, sau này cha mẹ già mà nuôi cha mẹ cũng được rồi. Đừng làm cho cha mẹ buồn lòng quá đáng. Còn nếu đừng làm cho cha mẹ buồn thì không có đâu. Đừng làm cho cha mẹ buồn lòng quá đáng thì nó làm được cái chuyện là làm cho cha mẹ được vui. Thì làm cho cha mẹ được vui thì đứa con này nó mừng khi nó thấy làm cho cha mẹ vui, sao mình vui quá vậy ta. Thì bắt đầu nó tiến thêm bước nữa là nó làm cho cha mẹ được vui. Có nghĩa là dẫn dắt nó phải đi vậy đó. Thì con người bây giờ có cơ hội. Còn nếu như bây giờ mình đưa lên một cái tiêu đề cho họ cao quá về cái việc mà họ phải hiếu như thế nào đặt vai trò đó, cao quá đó, là họ bỏ cuộc luôn. Tại nó không có bắt đầu được cái làm được, thì làm sao nó chịu phát tâm làm. Phải cho nó là bắt đầu làm được cái nhỏ, rồi nó mới phát tâm làm từ từ, nó mới thành hình cái lớn. Nên cái việc mà đưa vào giáo dục bây giờ, dạy nghe thì thấy rất là hay, nhưng để làm được thì cực kỳ là khó. Nên những đức nói rằng với trẻ em bây giờ những đức cũng dạy niệm Phật. Vì trong cái thời cuộc này nó đã đi đến cái mức mà chúng ta nói nó mạt pháp rồi. Gọi là về giáo dục con người cho là cũ rích rồi. Con người ta không tiếp nhận. Nên bây giờ mình gieo cho người ta một câu Phật hiệu để tăng thượng duyên cho người ta, nó còn có ý nghĩa đặc biệt. Hoặc là mình nói thêm vài câu về cái nhân cách của một con người là phải đưa lên tư tưởng làm người thiện, làm người có ý nghĩa, vẫn là thấy vui. Vậy thì ai muốn làm là không làm thôi. Còn bản thân mình đã thấy làm việc thiện là mình thấy vui à. Mình làm việc lợi ích cho người ta là mình thấy vui liền. Thì từ nơi cái tâm đó thì từ từ nó dẫn dắt con người ta, nó tiến đến mà người ta thấy ồ, ông thầy này giảng dễ, là chỗ nào mình làm được thì mình làm, chỗ nào mình làm chưa được thì từ từ, chỗ nào mình làm được thì mình làm, chỗ nào làm chưa được thì từ từ. Cứ như vậy thì người ta cứ đi từ từ theo. Còn người ta làm được từ từ. Còn nếu như mà mình đẩy vào một phát là phải như vậy, là tức khắc bỏ cuộc. Một thời gian là nó bỏ đứt luôn. Mà cái môn nào nó cũng bỏ hết. Nó giống như một con người leo lên nửa ngọn núi à. Bởi vậy vì kêu người ta lết xuống dưới lại, mà kêu người ta bò lên khó lắm. Nên thà đi chậm mà cứ từ từ nó bước lên. Nên những đức thấy rằng có con em bây giờ, cái quan trọng của quý vị dù là nhà giàu cũng nên dạy con em quý vị phải siêng năng. Cái này là cái quan trọng nè. Phải siêng năng nghe. Một con người khi siêng năng sau này không có tệ đâu. Chắc chắn luôn đó, không có tệ. Còn nếu mà con mình làm biếng là thua, làm biếng là thất bại dữ lắm. Chắc chắn quý vị luôn. Khó thể nào một người nào làm biếng mà thành đạt lắm. Nên con mình mà làm biếng là sau này không có thông minh đâu. Một đứa bé mà siêng năng nó mới thông minh. Nên từ nơi đó một đứa bé phải hoạt bát siêng năng thì mới thông minh. Còn đứa bé mà nó ăn ngủ thì nó không bao giờ thông minh. Thấy không? Chỗ này là 100% là như vậy luôn đó. Nên những điều những đức chia sẻ đây á, là nó đi vào cái chuyện gần gũi để chúng ta áp dụng trong Phật Pháp, nó lợi ích rất là lớn. Nên cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh giáo dục đó quý vị. Những đức mấy ngày nay cũng bị bệnh, cái cổ nó rát. Cái bữa mà trước lễ á, là những đức quên mất tiêu giảng mấy ngày á. Và những đức lấy nguyên một ngày mà bữa sau là lễ, trước ngày đức làm luôn mấy ngày lượt. Giảng xong rồi là sáng bữa sau mà qua dự lễ là gần cổ như đức là rét hết. Đau quá. Tại vì nói chuyện dữ quá. Rồi bắt đầu là vô lễ cái bữa sáng nói chuyện đó. Nói chuyện xong là thấy chiều lại là thấy cái đầu nhức, hai cái chân bị mỏi. Nó ủa số kỳ chợ, miệng nói mà chân mỏi. Triệu chứng bệnh đến rồi, thấy không? Bắt đầu là tiếp tục vậy mà mình thì tối lại về rít người khó chịu quá. Xong đi tắm. Tắm xong mà nghĩ rằng sáng mai phải giảng sớm, cạo đầu luôn. Rồi đầu nước nó thấm vào người, sáng mai tiếp tục giảng nha. Rồi đầu là 8 giờ rưỡi giảng nha. Rồi bắt đầu chiều giảng nha. Rồi tối giảng nha. Rồi đầu bữa sau tiếp tục làm việc cả ngày. Sau khi xong á, sáng tiếp Phật tử một số người. Rồi bắt đầu là đi qua gặp hòa thượng nói chuyện nha. Rồi đi qua đạo tràng sắp xếp việc này việc kia ha. Bữa sau lại một cái nữa là bắt đầu chiều đó đêm người đuối à. Bắt đầu là bữa sau lại cái nữa sinh hoạt chúng,
sinh hoạt chúng bên chùa mới, sinh hoạt chúng xong rồi ngồi đâu mấy tiếng hồ, rồi nói chuyện tiếng hồ, rồi như Đức nói như bụng sáng nay nằm chắc, thấy mỏi đuối lắm à, vì nội sốt lên dữ lắm rồi đó, cổ cứng ngắc à, sáng mai rồi xong luôn lết bánh. Không đánh chặn thấy ghê thì chợ là chợ, sức người mà có khi nó cũng, nó nói rằng ông quá đáng quá, nghỉ ngơi một bữa mà được, đúng không? Nằm một bữa, nằm một bữa rồi là bữa sau là đỡ liền, bữa sau đỡ, bữa nay mới ngồi đây nói chuyện nè. Nhưng mà về cái trạng thái của cái sức khỏe chưa phải hồi phục, nên bữa nay Nhật Đức nói chuyện mà Nhật Đức cười như mụ lằn là nó sẽ ho liền, đúng không? Ví dụ như Đức nói gì Nhật Đức nói được, nhưng mà để Nhật Đức mà nói vui mà cười như mấy buổi giảng kia nghe là chút nó ho. Với bữa nay chắc mình giảng cũng không được nhiều, tại vì sao Nhật Đức thấy hình như cần cổ nó sắp sửa si cụ quen. Không giỡn đâu đó, nên quý vị biết rằng là cái công việc trong chùa mình á, nội mà một ngày Nhật Đức giảng hai buổi rồi thêm một cái nó là sáng nói chuyện, buổi trưa thì nói chuyện bên chùa bên kia, có nghĩa là Nhật Đức tiếp Phật tử cũng phải nói chuyện, cái miệng này không nói chuyện không được. Bây giờ người ta lỡ người ta gặp mình không lẽ mình người ta hỏi cái gì niệm Phật tốt không? Con gì sao rồi lại kể như là xong rồi, đúng không? Nói, bây giờ phải nói mà hứng một cái mà nói tới bờ tới bến luôn. Nên trời ơi mà gặp Phật tử mà ta đến từ xa nữa, không? Rồi là cả ngày chạy về bên đây thì cũng gặp, chạy qua chùa mới cũng gặp, chạy đầu nào cũng gặp hết, tại vì bên nào cũng có người ta đông quá trời luôn. Nên cái miệng này nói suốt, nên những đứa có nói cần cổ là làm ơn giúp giùm, kết hợp, phải không? Kết hợp làm việc giúp chúng sanh. Bây giờ mày mà mệt thì mai mốt mày cũng bỏ cuộc, mày cũng chết rồi, thôi bây giờ mày cố gắng đi. Nên những đức nói rằng là cái cơ thể con người mình đó nghe quý vị, mà khi mà nó bệnh mà nó mau hết á, là khi quý vị bệnh á, là cái tâm quý vị nó đừng có quá nặng nề. Còn quý vị mà nặng nề là nó lâu hết dữ lắm à. Cái tâm trạng nó rất là quan trọng chứ không đơn giản đâu nghe quý vị. Nên những đức dù bệnh là bệnh, nhưng mà cái tâm trạng những đức á, nó không có bị nặng nề, nên từ nơi đó mà nó cũng mau hết nữa. Mà cái đặc biệt là không uống miếng thuốc nghe. Nó cứ như vậy mà nó cũng nói được à. Nó khè khè nhưng mà nghe được à, đúng không? Rồi mai mốt nó khỏe thì nó rõ hơn, nó kể mồ nó. Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng trò có khi mà cần cổ nó cũng rét lắm quý vị. Có khi mà uống nước vô một cái trò nó rét cổ ghê. Chắc tại mình nói chuyện nhiều quá khô cuống họng hay sao, hay sắp sửa ung thư cồn cổ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên con người sống trong cái cõi này là chúng ta tính trước tất cả những cái bệnh đến với chúng ta đi. Tại vì sao? Vì ai mà không bệnh, ai đến thế gian này mà không bệnh. Nên từ nơi đó bệnh đến thì đến thôi, mỗi một con người chúng ta là như vậy mà, hiểu không? Nó quý vị nhớ nghe, trong những cái lúc mà gần Tết này nè, quý vị đừng bao giờ bỏ tu. Những đức thấy cái năm nay nè là cái năm mà coi chừng Tết nhất nó lu bu, đúng không? Tại vì sao? Mình cứ cộng trừ nhân chia ra đi mình tính. Một là lòng người lúc năm nay nó dữ lắm. Con người mà khi quá khó khăn mà Tết mà không có tiền, nó chậu là chậu, nó tức, nó bực, nó khó chịu. Mà một mình con người đó nó bực bội là cả nhà bực bội. Về chữ vợ, chữ con quýnh lộn tá lả bên con thì nó nói nhà người ta cũng mua đồ vậy mà nhà mình tại sao không mua đồ cho con. Quá đầu là vợ chồng tức tối cự lộn, gia đình tùm lum tùm la. Mà nếu lòng người mà nhiều người vậy là cái kiếp nạn nó xảy ra dịp Tết. Nên chỉ có cái tu nó mới quá giải bớt cái nghiệp. Không đơn giản đâu trời. Mình ở đây mình nhờ mình tu mình có phước. Nên cái chuyện mà đông gì mà vẫn có cơm ăn áo bận là mừng lắm rồi.
Chứ nói về cái chuyện mà ở ngoài đời người ta có nhiều người mà người ta vất vả quá trời luôn, chứ không có giỡn đâu nghe. Đó nên mình mới thấy cái người tu của mình có nhiều cô, những đức thấy mấy cô thấy không, thấy mấy cô khỏe lắm, mấy cô cứ đi tu đồ, rồi mấy cô thấy thì sao nó phơ phớ à, vui đồ, đâu đó là cái phúc với cô lớn dữ lắm á. Nhưng mà lại đây phơ phớ gì mà ở nhà không biết có phơ phớ không. Chắc mấy bà nói mỗi ngày chứ cũng cực lắm thầy ơi, cũng lo chuyện này chuyện kia thấy mồ. Nhưng mà tới từng đến chùa thì nó vui nên thấy nó tươi. Chứ thật sự mà nói thì ai mà không có công việc. Nhưng mà những đức tin chắc rằng là mấy cô biết tu thì tâm trạng mấy cô rất là nhẹ. Nên mình nhớ này các cô, với quý chú đồ, cuộc đời mình sống nó lay quay là tới cái tuổi già rồi. Mình đừng có đặt cái vấn đề gì, cái chuyện sự nghiệp lớn gì cho con hết chứ. Cái này những đức nói không phải là nói tiêu cực đâu quý vị. Cái lối sống này là cái lối sống mình hiểu biết từ Phật Pháp dạy đó. Đa phần con người người ta không biết đạo là người ta cứ nghĩ cái sự nghiệp là mình phải tạo cho con. Không phải đâu, tầm bậy quá. Sai rồi, không có đúng đâu. Cái sự nghiệp mà con tạo được á, là do cái phước của con á. Chứ không phải là mình tạo để là cho con mà con có sự nghiệp đâu. Còn bây giờ cha mẹ mà làm cực khổ còng lưng mà để sự nghiệp để cho con mà con giàu á, cái này đúng là đáng thương thiệt này. Này là quá đáng thương rồi. Quý vị gọi là bỏ công ra mà sự thật là nó có rồi, mà quý vị đi bỏ công ra, mà quý vị không biết bỏ cái công của chính bản thân quý vị để tu phước tu duyên, mà mình đi đem tất cả những cái mà nó có sẵn để đem đưa cho nó. Còn nếu như nó mà không có cái này á, quý vị có cầm đưa cho nó đi chăng nữa cũng không được. Bây giờ những đức hỏi quý vị, con quý vị cái tâm như cái ly, mà quý vị bưng cái lu nước đổ vô cái ly thì nó có đậu nước được không? Không bao giờ được đâu. Nếu như muốn bưng cái lu mà đổ vào á, mà chứa được thì ít gì tâm nó cũng như cái lu, thì nó mới chứa được nước của cái lu này. Nhưng nếu quý vị biết con quý vị cái tâm nó đã là như cái lu rồi, thì quý vị nên đem cái lu nước quý vị chia nước cho người ta uống đi. Tại vì sớm muộn con quý vị nó cũng có lu nước à, yên tâm. Trời ơi, hiểu được nguyên lý này rồi thì người làm cha làm mẹ phải re sống những cuộc đời của mình quá tuyệt vời luôn. Tại vì sao? Có cơm ăn áo bằng, sống bình thường, tu hành, vợ chồng sống hạnh phúc vui vẻ. Vậy mà phước cứ thịnh hoài, gia đạo cứ thịnh vượng, thịnh vượng, thịnh vượng. Vì sao? Vì khi nó sống vui vẻ nó không có xài phí tầm bậy. Vợ chồng mà nghe đạo hết trơn là đâu có dám đi ăn chơi tầm bậy đâu, đâu có dám đi ra ngoài nhậu nhẹt kiếm bồ nhí đâu, thấy chưa? Còn nếu như mà không không tu là đi tìm bồ nhí á. À, ví dụ như vô chùa bận đồ lam gì nè, nhưng mà nếu bận quần tây áo sơ mi vô cũng đẹp trai, thì bắt đầu là ra ngoài đi tìm bồ nhí, không giỡn đâu. Nhưng mà bây giờ nghe đạo tin nhân quả, đi đến chùa hoài mà không lẽ mình đi ra ngoài mình làm gì lương tâm nào coi được. Chứ tự nhiên mà biết tu rồi tự nhiên thương vợ, thấy tội nghiệp vợ, mình đi làm về thấy thui thủi rồi tội nghiệp. Hoặc là cái người vợ ở nhà mà không làm cái gì rảnh rỗi rồi mình niệm Phật đi, là tự nhiên chồng mình nó nhìn nó thương dữ lắm. Nó lạ lắm, cái công đức niệm Phật nó có một cái gì không tưởng tượng được đâu quý vị. À, mình niệm Phật là người ta nhìn mình ta thương à, nhìn mình tội nghiệp à. Thí dụ như một bà già nào đi xin tiền con nó cũng không cho nữa. Nhưng mà từ khi mà bà biết niệm Phật là con nó cho tiền. Cứ niệm Phật là người ta cho tiền à. Quý vị thử đi 100% luôn á, thử đi. Ngày xưa quý vị mà không niệm Phật, quý vị xin tiền nó cho mà nó nói này nói kia. Nhưng thử quý vị niệm Phật, quý vị không cần xin nó luôn. Nó chỉ cần đi đến nhà, nó gặp mình ngồi mình làm nè, cầm công chuỗi nghe, hay là cầm cái máy bấm số gì đó, là bắt đầu là quý vị cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà niệm gì là tội nghiệp dữ lắm. Còn niệm mà A-di-đà-phật, 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 không có tội nghiệp. Nó không có được tội nghiệp bằng là cái câu mà niệm A-di-đà-phật. Thì quý vị biết rằng là nhớ Phật đó là nhớ làm sao phải không? A-di-đà-phật. Hoặc mình nhớ người mình cũng là người ơi, người ơi. Không lẽ mình nhớ người mà không lẽ mình nói nhớ người, nhớ người, nhớ người, nhớ người, nhớ người, nhớ người.
nó không có phù hợp bằng là người ơi. Còn mình nhớ Phật thì Phật ơi thì phù hợp nhớ, đúng không? Nhưng mà cái pháp tu thì mỗi người ta niệm sao phù hợp người ta, hiểu không? Nhưng mà khi ngồi một mình mà niệm Phật đồ đó này kia đồ đó, là quý vị phải nhớ rằng là niệm mà chậm vừa thì nó cảm thấy nó trong tâm mình nó cảm thấy nó du dương đặc biệt lắm. Thí dụ như cầm máy bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không, đứa con nó đến ngay cái cửa nó mới đứng nó nhìn, nó không có vô mình là bọn mình biết nó vô, mình biết nó vô, nhưng mình đừng nhìn nó, đừng nhìn nó mà mình ngồi nghe, mình ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là trời ơi, nó đánh vào tâm trạng mà nó thương, nó tội nghiệp gì đâu á. À rồi thí dụ như bây giờ chồng đi làm về mà mình ngồi nghe mình A Di Đà Phật, trời ơi, nó đứng nó nhìn mình niệm Phật nó thương. Tại vì cái lúc mà bị niệm Phật á, một cái người mà đang niệm Phật á là có quang minh phổ chiếu. Một cái người mà đang niệm Phật là quang minh phổ chiếu. Cái người đang niệm Phật dù cái mặt có dữ cỡ nào mà đang niệm Phật thì cái mặt nó cũng hiền lại chứ. Tại vì cái câu Phật hiệu mình không thể nghĩ bàn nổi đâu. Cái thiện của câu Phật hiệu là thiện nhất rồi. Không có một cái thiện nào bằng câu Phật hiệu hết trơn á. Nên xuất phát ra từ miệng mình ra là nó hiền liền. Ví dụ như bỏ câu Phật hiệu là mình giữ, nhưng mà mình niệm câu Phật hiệu là mình hiền liền. Mà nhất là mình ngồi mà mình niệm A Di Đà Phật. Hiểu không? Là tự nhiên nó hiền chứ lắm. Mà lúc đó là tự nhiên trí tuệ quang minh nó phổ chiếu liền. À, tùy theo cái sức niệm của mình, mỗi người tùy mình. Nhưng mà người nào niệm Phật cũng có quang minh phổ chiếu hết trơn á. Nên nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị ai cũng là người tính tâm niệm Phật, để cuối cuộc đời chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật phá tu từ chư tăng ni hàng Phật tử khắp nơi về rất là đông. Đây là điểm mà chúng ta tu phước duyên, và những người mà chúng ta dẫn họ đi tu, có những người người ta buồn hay là ta bị bệnh này kia, ta về đây người ta tu những ngày chủ nhật này, vừa nghe pháp cỡ mở tâm tư niệm Phật để mà tiêu nghiệp chướng, phóng sanh, cúng thí thực để hóa giải quan gia. Từ nơi đó mà những cái yếu tố này để giúp ích cho cái tâm trí và nghiệp chướng của họ tiêu trừ, tức khắc tâm trạng thoải mái an lạc. Nên cái công đức mà cả cái đại chúng này tu, mình nương vào mình tu, mình hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, mình cũng rất là đặc biệt. Vì trong kinh Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông, chúng ta nương vào đại chúng này tu thì rất đặc biệt. Nên ông bà cha mẹ của mình khi mất á, mà mình làm con mà mình vô đây mình tu 49 ngày, hoặc là mình cố gắng mỗi tuần chủ nhật mình vô đây mình tu để hồi hướng, thì nhờ cái công đức của đại chúng tu mà mình đem nguyên cái công đức này để hồi hướng thì đặc biệt thù thắng dữ lắm. Nên chúng ta mỗi lần tu xong ra đây cũng đi thực, giống như mình giúp cho người sống mà mình cũng tưởng nhớ đến người đã mất mà chưa siêu. Nên mình về đây thì có nhiều cô cũng từng mang cái nghiệp phá thai, hoặc là chúng ta có quán thân trái chủ đi theo rất là đông, hoặc là ông bà cha mẹ mình chưa siêu thoát, họ cũng đi theo mình về đây tu hành. Nên chúng ta cũng đi thực đó là tưởng nhớ đến họ, giống như mình mời khách mà tặng quà, rồi chúng ta tu hành hồi hướng công đức cho họ. Từ nơi đó mà tất cả những nghiệp quan gia trái chủ từ từ rồi người ta buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, và ta nghe pháp môn tịnh độ và nương vào bổ nguyện niệm Phật
để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để nương vào bổn nguyện niệm Phật về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ thành công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng tình vẫn đào, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương những tiết hồn không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình vẫn đào, an một lụng lắm ta bà ha, an một lụng lắm ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nam tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nam tam bà và nhật ra hồng, tam bà ba việt nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên tất cả chúng ta khi mà
nghe được Phật pháp mình phát tâm từ bi, mình không có sát sanh hại vật, mà mình còn ăn chay trường, mình còn phóng sanh. Nên dù một con ruồi, một con muỗi, một con kiến, mình cũng dạy con cháu mình không dám giết tùy tiện, vì chúng ta muốn sống cũng như nó cũng muốn sống. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta khi mở cái tâm từ bi ra thì tức khắc không dám giết một con vật nào để ăn thịt hết. Nên tất cả những người mang bệnh ung thư hay là bệnh tình gì mà không còn thuốc trị thì đó là do cái nghiệp sát mà mình bệnh hoạn nhiều, hoặc là trẻ em mà bệnh hoạn èo ọt khó nuôi, hoặc là thấy ốm o đồ này kia, toàn là do nghiệp sát mà ra. Nếu như mà mình mà tập cho các cháu biết ăn chay, biết phóng sanh, niệm Phật hồi hướng cho các cháu, từ từ thì nghiệp chướng khi nó tiêu trừ rồi thì tức khắc sức khỏe tốt đẹp. Còn nếu như thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì nhờ cái công đức niệm Phật phóng sanh ăn chay mà được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nên cái công đức phóng sanh là cỡ mở cái quan gia trái chủ, và chúng ta phát lòng từ bi. Từ nơi đó mà mỗi người chúng ta về đây ngày Chủ nhật, chúng ta được niệm Phật, nghe pháp và cúng thí thực, rồi xong chúng ta được làm cái lễ phóng sanh này. Nên tất cả chúng ta khi mà thả chim bay, mình hoan hỷ vui vẻ, mình vui vẻ, mình vỗ tay để thả chim, tự nhiên cái tâm của mình lúc đó rất là an lạc và thoải mái. Nên tất cả những con chim này được quy Phật, quy pháp, quy tăng. Khi được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân này nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vui vẻ hoan hỷ đi thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời quý vị xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.